Ai như con Phương ấy nhở? Con này mắt tinh đấy, bịt kín như thế mà vẫn nhận ra cơ à? Mà mày vừa đi chợ đấy à? Ừ, mà này, dạo này tao thấy mày về quê suốt đấy nhở? Vợ chồng lục đục à? Cái con này miệng thối thế không biết nữa. Bạn bè thân thiết chắc có bền lâu. Ờ, mà cũng đúng, có chồng làm chủ tịch lớn trên thành phố ấy, lo giữ còn không được, hướng gì là lục đục nhở? Hở ra cái là mất luôn ấy chứ. Cái con này miệng mồm thối thế không biết nữa. Lo mày đi chợ đi, cơm nước xong tao đưa mày đi uống nước. Ờ, cũng được. Nhưng mà tao vẫn tò mò một chuyện ấy. Chuyện gì? Thì cái lúc mà mày mới lấy chồng ấy, tao thấy một năm mày về có 2-3 lần. Bây giờ tao thấy mày về suốt, một tháng về đến cả chục lần ấy. Này, đừng bảo với tao là mẹ mày ốm đấy nhá. Tao gặp mẹ mày hàng ngày, mẹ mày khỏe lắm. Mà này, đừng bảo với tao là nhớ nhà. Người vô tâm vô tư như mày thì nhớ nhung gì ai? Cái con này hỏi lắm thế, chồng tao còn không hỏi nhiều như mày đâu đấy. Tao đùa đấy. Thôi, tao đi chợ đây. Lúc khác gặp nói chuyện sau nhá. Đi nhá. Ừ. Sao? Em phải dễ chịu hơn không? Ừ. Thường bà xã anh quá đi này, hàng tuần cứ phải lặn lội đường xa xuống đây rồi anh. Vừa nắng mưa lại bụi bặm nữa. Biết người ta cực nhọc về mình như thế thì phải đối xử cho thật tốt đấy. Như thế này vẫn chưa đủ tốt hay sao? Hay nằm xuống em mất xa toàn thân thôi. Thôi đi, em chỉ được ở đây một tiếng nữa thôi, phải về nhà cho mẹ lại nghi ngờ đấy. Bỏ người ta mấy ngày trời mới gặp được nhau mà cho được một tiếng đồng hồ. Bởi vậy anh mới bảo em mua nhà cho anh đi, coi như là căn nhà bí mật của chúng ta. Em biết rồi, có căn nhà đấy rồi, em không phải nói dối chồng là đi về quê thăm mẹ nữa. Tuần nào cũng về, anh Vương lại nghi ngờ cho mà xem. Ừ. Vậy sao em chưa mua cho anh đi? Không phải là không mua, mà là chưa mua được. Để khi nào em tìm được căn nhà ưng ý, em sẽ mua cho anh nhá. Nhanh lên đây nhá, anh chỉ muốn cả ngày ở bên em thôi à? Em biết rồi, anh đừng có xị cái mặt ra nữa. Thời gian của chúng ta là vàng bạc đấy. Biết rồi. Bán nhà sao? Tao phải bán nhà thôi. Mà cũng buồn lắm, treo biển bán nhà mà được dăm ba mụn khách. Đã thế lại còn phản hồi là không mua. Trời ơi, chán thật, không biết làm sao nữa. Nhưng mà sao lại bán? Bán nhà rồi, vợ chồng con cái mày định như thế nào? Chứ bây giờ mày nghĩ mà xem, nợ nần thì ngập đầu, riêng cái tiền lãi ngân hàng hàng tháng thôi là cũng đủ chết rồi. Chưa kể tao còn vay nóng ở ngoài, cứ mỗi tháng ấy là tao bốc hỏa cả lên. Bây giờ phải bán đi rồi ở nhà thuê, khi nào có tiền ấy thì mua nhà sau cũng được. Vợ chồng mày làm gì mà nợ nhiều thế? Tất cả là do tao, chứ không liên quan gì đến chồng tao đâu. Mày biết tính tao rồi đấy, tao muốn làm gì thì ông ấy cũng cản được đâu. Bây giờ ngay cả việc tao bán nhà ấy, tao cũng thấy áy náy. Thế mày bán bao nhiêu? 680 triệu. Theo tao, căn nhà đấy của mày bán với giá đấy thì hơi cao đấy. Hay mày thử giảm giá xuống một chút xem, tao nghĩ thế sẽ dễ bán hơn. Nhưng mà tao đã khảo sát giá thị trường rất kỹ rồi. Thôi được rồi, để tao thử giảm giá xuống xem thế nào. Đấy cũng là theo ý của tao thôi. Không thì mày đi xin thầy lá phép xem, sẽ được việc hơn đấy. Thầy Mo á? Ừ. Nhưng mà tao có biết tìm ở đâu đâu. Chuyện đấy thì khó gì, để tao đưa mày đi. Ông này hay lắm, nhờ có ông ý mà công ty vợ chồng tao phất như diều gặp gió đấy. Anh Vương mà cũng theo thầy Mo á? Ừ, là tao giúp ông ấy đấy. Nhưng mà có gặp anh Vương, mày không được nói gì nghe chưa? Phải giữ bí mật đấy, anh mà biết là chết tao. Nhưng mà có chắc là hiệu quả không đấy? Chứ không mất tiền lại không được việc gì. Mày cứ nhìn cơ ngơi vợ chồng tao thì mày đủ hiểu. Còn theo hay không tùy.
tin, tao tin mà. Tao không tin ông ấy thì tao cũng phải tin bạn thân tao chứ. Thôi được rồi, bây giờ ấy là mày phải dẫn tao gặp ông ấy ngay. Tao không chờ được nữa rồi, sốt ruột quá. Đi đi. Nhanh lên, nhanh cái chân lên. Alo, Phương đây à? Này, mày bảo ông thầy đấy linh nghiệm lắm, chỉ 3 ngày là có kết quả. Bây giờ cả nửa tháng rồi mà có ai mua nhà đâu. Đông thì đúng là đông thật, nhưng mà chỉ xem chứ không mua. Tao đã nghe lời mày, hạ giá nhà xuống còn 600 triệu. Chắc là ông thầy đấy chỉ linh với vợ chồng nhà mày thôi, không linh với tao đâu. Rồi, lỗi phải cái gì? Chỉ có điều tao hết tiền rồi, không thể đủ tiền để cầm cự đến cuối tháng. Không lẽ lại chờ tiền của chồng tao à? Cái gì? Mày bảo sao? Đây, cô cầm lấy chiếc vòng này, trị giá gần một lượng vàng đấy. Em tôi nó bảo nó cho cô để cô trang trải những lúc khó khăn, nên cô đừng có nghĩ ngợi gì là phải đi làm để trả lại nó nhé. Cái con bé này, nó làm em cảm động quá. Lại còn bắt anh sang tận đây để đưa cho em nữa. Ơn nghĩa gì đâu. Mà nhà cô Trúc đẹp thật đấy, tôi thích nó rồi. Anh bảo sao cơ ạ? À không, mà thôi, nếu mà không có chuyện gì nữa tôi xin phép. Ờ, anh Đạt này, họ hàng nhà cái Phương ấy thì em biết hết. Tại sao em lại chưa gặp mặt anh qua bao giờ nhỉ? À, tôi là họ hàng xa, lại mới về quê, nên cô cũng biết là phải. Thôi, tôi xin phép tôi về. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều nhé. Chào cô. Phương à, ơn của mày không bao giờ tao quên đâu. Thế là hợp đồng mua bán nhà đã xong rồi. Tao cảm ơn vợ chồng mày, lại còn cho vợ chồng tao ở lại để khỏi mất tiền thuê nhà nữa. Tại mày là bạn của tao nên Vương mới đồng ý đấy, chứ anh ấy cũng không muốn mua nhà dưới quê làm gì đâu. Nhắc đấy mới nhớ, hôm sau tao phải lên tận thành phố để cảm ơn chồng mày mới được. Ê, thôi khỏi, anh Vương không thích kiểu lằng nhằng đấy đâu, miễn đi. À mà này, thế sao mày mua nhà mà lại để anh Đạt họ hàng xa đứng tên là thế nào? À, thôi, chuyện làm ăn của vợ chồng tao mày không hiểu được đâu, không cần bận tâm đâu mà. Ừ, mà đấy, biết ngay từ đầu mày mua nhà ấy thì tao bán quách cho mày cho xong, khỏi phải đi thầy chùa, tự nhiên lại tốn một mớ tiền. Ủa thật đấy. Thì tao đã đền cho mày cái lắc tay rồi còn gì nữa. Nhắc đến cái lắc tay tao mới nhớ, mày có nhớ cái bà làm hợp đồng công chứng cho mình không? Bà ấy lại cứ lo là mày lừa tao. Buồn cười thật đấy. Tao để mày thể hiện trên hợp đồng chỉ có 300 triệu và để mày gánh thuế ít đi. Dư giả hợp đồng nào thì hay đồng đấy, bà đấy cũng rõ lắm chuyện cơ. Thì tại vì bà ta không biết mối quan hệ của chúng ta. Chứ còn tao ấy là tao tin tưởng mày tuyệt đối. Ừ, mà tao chuyển cho mày trước 300 triệu là tiền đặt cọc 50% nhá, để mày lấy tiền trả nợ ngân hàng. Một tuần sau khi đã sang tên rồi, tao sẽ đưa mày nốt số tiền còn lại, thống nhất như thế nhá. Gớm, mày cứ phải lo cái gì nhở? Thực tế là như vậy, nhưng mà thật ra ấy, trên hợp đồng mày đã thanh toán đủ giá trị căn nhà cho tao rồi. Cần tiền lắm, khi nào mày đưa cho tao? Tiền gì? Hợp đồng mua bán căn nhà 300 triệu, tao chuyển khoản xong cho mày một lần rồi còn gì nữa. Mày... mày đang đùa tao đấy à? Giấy trắng mực đen rõ ràng như thế, đùa cái gì mà đùa? Rõ ràng, mày thừa biết, đấy chỉ là trên hợp đồng. Trên hợp đồng chỉ thể hiện giá trị một nửa căn nhà, còn lại mày chưa hề chuyển. Với cả, đây là đề xuất của mày, cho nên bà làm công chứng mới bảo tao cảnh giác mày. Bây giờ mày nói vậy là sao? Tao chả hiểu mày đang nói gì hết. Đừng có ở đến mặt đặt điều cho tao.
Mày... Mày thừa biết đấy là số tiền để tao trả lãi ngân hàng, tao trả tiền vay nóng ở ngoài kia. Vậy mà bây giờ mày làm thế này, không khác gì mày dồn gia đình tao vào con đường chết cả. Ê, mày đừng có ra tiếng xấu của tao đấy nhá. À, còn nữa, sang tuần tao sẽ lấy nhà, mày thu xếp kiểu gì ra ngoài ở đi. Mày... Chồng ơi, tại em, tất cả là tại em không nghe lời chồng, cho nên mới để mất nhà như thế này. Bây giờ tiền trả nợ thì không có, nhà thì mất, em không biết mặt mũi đâu mà nhìn chồng nữa. Các con ơi, em xin lỗi. Em có sao không? Anh Vương, sao anh lại đây? Em muốn chết hay sao mà nao ra đường như vậy? Em không thiết sống trên đời này nữa anh ạ. Em bị lừa hết rồi, mất tất cả rồi. Có chuyện gì vậy? Thật không ngờ lại như vậy. Chuyện cô ta mua nhà của em, anh không hề biết. Còn cái gã tên Đạt ấy, thực chất là tình nhân của cô ta, chứ không phải họ hàng gì đâu. Anh nói sao cơ ạ? Phương nó có tình nhân đấy ạ? Đúng vậy, hôm nay anh về quê là để nói chuyện với hai gia đình về việc ly hôn của hai đứa. Cô ta quá đáng lắm rồi, anh không thể nào chấp nhận được. Em biết chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng, nhưng chuyện ly hôn là chuyện cả đời đấy. Anh phải suy nghĩ kỹ vào, không thể nóng giận mà làm như vậy được. Người làm ăn như anh có đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định này. Không những thế, cô ta còn lợi dụng uy tín của anh để đi lừa gạt và chiếm đoạt tài sản của người khác nữa. Nó dám làm như vậy ạ? Đúng vậy. Nói là bồng bột thì không phải. Một lần, hai lần anh có thể bỏ qua. Đây là bản chất, không thể nào bỏ qua được nữa. Nhưng mà điều anh không ngờ tới là ngay cả em, cô ta còn không tha nữa. Em cũng không ngờ là nó nhẫn tâm đến như vậy. Bạn bè chơi thân với nhau bao nhiêu năm rồi, nó thừa biết 300 triệu còn lại là em dùng để trả lãi vay nóng ở ngoài, còn lại một ít thì để làm vốn làm ăn. Vậy mà nó lỡ lòng nào. Yên tâm đi, anh sẽ không để gia đình em phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất đâu. Số tiền Phương lừa em, anh sẽ thay mặt cô ấy trả cho em. Nhưng mà sao có thể như vậy được ạ? Em đừng có lăn tăn gì cả. Một ngày chưa ly hôn thì anh và cô ta đều là vợ chồng, trách nhiệm ấy sẽ thuộc về anh. Đây là số điện thoại của anh, em hãy nhắn tin số tài khoản của mình vào đấy, sẽ có người lập tức chuyển tiền cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Ơn này em sẽ không bao giờ quên đâu. Nhớ nhá, lần sau có chuyện gì cũng không được từ bỏ mạng sống của mình như vậy. Được rồi, anh đi đây. Gọi lấy ta làm gì đấy? Anh gọi đâu? Để anh ra xe. Mất cả hứng. Trường hợp như thế này thì câu đầu tiên cô phải hỏi tôi là tại sao lại biết cô ngoại tình chứ? Anh biết từ khi nào đấy? Cái chuyện biết sớm hay muộn đâu còn quan trọng nữa, cũng đâu thể thay đổi được việc cô ngoại tình. Nhưng tôi muốn nói chuyện với cô để tránh cô hiểu nhầm. Chồng đừng nói với em như thế có được không? Nghe xa cách quá. Cô vẫn còn mở miệng kêu tôi là chồng mà. Tôi cũng thông báo cho cô biết một thông tin. Tôi đang nói chuyện với gia đình của cô về việc ly hôn của hai chúng ta. Cái gì cơ? Anh muốn ly hôn với em á? Còn nữa, việc cô lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của Trúc, tôi đã thay mặt cô trả tiền cho Trúc rồi. Sao anh lại trả? Giấy trắng mực đen nó bán cho em 300 triệu thì em trả 300, em lừa cái gì? Tôi không có thời gian để đứng đây tranh cãi với cô. Tôi nói cho cô biết một thông tin, số tiền cô lừa gạt Trúc và cũng như căn nhà đó sẽ được đứng tên của tôi và danh sách chia tài sản sau khi ly hôn. Anh đừng làm như thế có được không? Em xin anh đấy. Em hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ liên lạc với anh Đạt nữa. Anh tha cho lần bồng bột này của em có được không? Đừng đại đi. Bồng bột à? Bồng bột mà cô lợi dụng uy tín của tôi để đi lừa gạt và chiếm đoạt tài sản của người khác à? Bồng bột mà cô lấy tiền của tôi đi mua nhà cho tình nhân à? Anh biết cả rồi sao? Anh nghĩ đến tình vợ chồng của chúng mình bao nhiêu năm nay, anh bỏ qua cho em được không? Em xin anh đấy. Hay là như này, anh trả thù em cũng được, anh làm gì cũng được, anh đi ngoại tình cũng được mà, chỉ cần anh đừng ly dị em có được không? Để tôi nói cho cô biết, khi một người đàn ông mất vợ thì cách trả thù thâm độc nhất chính là cứ để hắn cho cô ta. Chúc cô tìm được hạnh phúc mới. Dạ thưa anh, hồ sơ của anh đã. Được rồi, một chút nữa tôi sẽ xem. Dạ vâng, em xin phép ạ. À mà cậu Đức, tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây. Dạ, anh cần gì ạ? Cậu đi ra ngoài tiệm mua cho tôi một vài bộ quần áo cũ. Sao lại mua quần áo cũ ạ? Ngày mai tôi có lịch phải về quê để họp lớp. Anh lạ thật đấy, người ta đi họp lớp thì anh mặc lịch sự, chứ sao lại mặc đồ cũ ạ? Có điều cậu không biết, tôi muốn xuất hiện trước mặt bạn bè tôi một cách bình thường nhất. Mà cậu đi báo với tài xế, ngày mai đưa tôi về quê nhé. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Em xin phép. Lâu quá rồi không gặp mọi người. Chắc cũng phải mấy năm rồi ấy nhờ. Mình cũng không nhớ nữa đâu. Mà công nhận, con gái lớp mình càng ngày càng xinh ra ấy. Kéo ra đường, thì đằng sau là không nhận ra luôn đấy. Chào mọi người. Chào hỏi. Đây có phải lớp 12A2 của tớ không nhỉ? Bạn ngồi đi. Khiếp, dạo này nhìn xinh quá đấy, nhận không ra. Mà không ngờ, Trúc của chúng ta giờ lại là diễn viên nổi tiếng rồi đấy. Mà Trúc này, dạo này show chậu nhiều không? Chẳng giấu gì các cậu, công việc của tớ ấy, dạo này cũng bận lắm. Phải nhờ trợ lý sắp lịch mãi mới gặp được các cậu đấy. Mà này, tớ sắp làm nữ diễn viên độc quyền về công ty SVM đấy. Ồ. Nhất rồi nhá, vào đến sự nghiệp tha hồ mà vươn xa. Mà này, nhìn các cậu thế này chắc cũng thành đạt hết rồi nhở? Tớ thì có gì đáng tự hào đâu, cưới được con vợ giàu có còn ngoan ngoãn nữa, xong cái nó mở cho vài tiệm vàng, cái ở nhà kinh doanh chơi chơi vậy thôi. Còn Đạt thì sao? À thì tôi giờ đang là giám đốc của một công ty, nói chung thì sự nghiệp đang phát triển. Còn trẻ như vậy mà làm giám đốc là giỏi rồi. Còn tôi mới mở một chuỗi cửa hàng spa cao cấp, nói chung cũng không phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Vậy là lớp mình ai cũng thành đạt hết cả rồi. Ngon lành. Mà Trúc uống gì gọi đi. Ờ, kia có phải là Vương, bạn thân của mày không Trúc? Tao làm gì có đứa bạn thân nào như nó. Xin lỗi mọi người nhá, tôi tới muộn. Mọi người thông cảm với tôi nhá. Này, bọn mày có ngửi thấy mùi gì thu thủng quanh đây không? Kìa Thịnh, bạn thân mày đến kìa. Kéo ghế bạn thân mày ngồi đi. Ghế của ai á thì người đó ngồi, ai rảnh đâu đi lấy. Mà Vương, cuộc sống của mày dạo này thế nào rồi? Nhìn như thế mà cũng phải hỏi à? Mà Vương này, áo mày mặc chắc cũng phải mấy năm rồi nhở? Sao không mua cái áo mới đi, mùi quá. À, mai dạo này còn bán bún đậu mắm tôm không? Cảm ơn cậu đã quan tâm, quán của tớ vẫn bán. Hôm nay chủ nhật thì có hơi đông một chút, nhưng tớ vẫn bớt chút thời gian rảnh để tới đây với các cậu đấy. Mà tao nhớ không nhầm, ngày xưa Trúc với cả Vương chơi thân với nhau lắm, cùng một cái tên lót cả, nhưng hai người lại là hai số phận, một trời một vực quá. Ờ đấy, cùng một cái tên lót mà một đứa thì xinh gái, thành đạt, còn một thằng lại đi bán bún đậu mắm tôm. Người ta có câu mèo gì nhở? Mèo mã gà đồng. Con lại bố, mèo vẫn còn mèo ạ. À. Mèo mã gà đồng mà chúng mày đang nói chúng mày đấy. Trúc này, nghe nói cậu sắp đầu quân cho SVM phải không? Không ngờ Trúc của chúng ta lại nổi tiếng đến như vậy đấy.
đến một người bán bún đậu suốt ngày úp mặt vào mắm tôm. Vậy mà không biết Trúc sắp đầu quân vào SVM cơ đấy. Này, hay là thấy người sang để qua đây bắt Quàng làm họ? Thôi đi nào các cậu, cái ngữ này thì làm sao mà xứng để làm bạn thân của tớ được. Cái thứ lừa thầy phản bạn thì không bao giờ khá là được đâu. Cậu vẫn giận tới chuyện cũ à? Vương này, tao có chuyện muốn nói với mày. Chuyện gì mà nghe mày nghiêm trọng thế? Tao nghĩ tao phải chia tay Trúc rồi. Chia tay á? Mày đang đùa tao ấy à? Chẳng phải chúng mày đang hạnh phúc hay sao? Thì biết là hạnh phúc, nhưng mà tao không chịu nổi được tính của Trúc nữa rồi. Là sao? Bây giờ cô ấy gần như không hiểu tao, hơn nữa lại còn tỏ thái độ với tao nữa chứ. Nhiều lúc tao muốn nói chuyện nghiêm túc, nhưng mà cô ấy cứ muốn bỏ đi thôi. Là thật sao? Ừ. Tao nghĩ bây giờ đến lúc phải chia tay cô ấy, để cho cô ấy trưởng thành hơn. Khó cho mày rồi, nhưng tao thấy mày lựa chọn đúng đấy. Chia tay chính là cách giải thoát tốt nhất, sẽ khiến con người ta thay đổi đấy. Cậu với tớ gì cái loại mày? Nếu không vì mày thì anh Tùng đã không chia tay tao rồi. Tớ không muốn Tùng chia tay cậu, nhưng thực sự cậu không hiểu gì về Tùng cả. Mày nói cái gì? Thôi bạn ơi. Ôi, bớt nóng. Nóng là mất sinh rồi đấy. Mình chết làm gì, kẻ không cùng đẳng cấp. Thôi, mọi người đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ tao vào việc chính luôn này. Chuyện đó là cô Lan lúc trước mà dạy mình đấy. Cô có mở trang trại bò, mà đợt dịch vừa rồi bò chết hết, làm cô lỗ hết cũng 1.5 tỷ đấy. Mà bây giờ hoàn cảnh cô cũng khó khăn quá rồi, nên bây giờ bọn mình có giúp được cô gì thì cứ giúp đi. Đạt này. Hả? Tôi thấy ông cũng làm giám đốc đó. Bây giờ ông coi giúp được cô gì thì giúp đi. Thì giám đốc thì ta mới lên chức thôi. Nói chung thì công ty cũng đang gặp khó khăn, không giúp được nhiều đâu. Thì cô ít lòng nhiều mà, ông giúp được bao nhiêu thì giúp. Vậy tí ra chuyển khoản mày 50, mày đưa cô giúp ta nhá. Ok luôn. Thế còn Phương thì sao? Tao cũng giống như Đạt, tao ủng hộ 50. Thinh này, tớ sẽ ủng hộ 100 triệu, nhờ cậu chuyển giúp đến cô giúp tớ nhá. Ok. Còn Vương, mà thôi, tớ nghĩ Vương bóng đậu cũng không khá giả gì mấy đâu, không cần ủng hộ đâu nha. Ở đây thì có Đạt 50, Phương 50, Trúc 100 thì cũng 200 rồi. Thôi thì tớ bỏ thêm 200 nữa đi, là thành 400. Coi như giúp đỡ cô bấy nhiêu cũng được. Các cậu có lòng như vậy là được rồi, còn tiền thì thôi. Này, tao hỏi mày nhá, cái lòng của mày ấy có mài ra được không? Mày đã không quyên góp thì thôi, đứng ra ngăn cản, thằng điên. Đúng rồi đấy, tao không ngờ mày là con người như vậy đấy Vương ạ. Bảo sao Trúc con thằng chơi với mày, đúng là cái loại đã nghèo lại còn ngu. Nghèo với hèn, nó thường đi đôi với nhau mà cậu. Anh chào cô ạ. Chào cô ạ. Dạ, cô ơi, cô ngồi đây với bọn em đi ạ. Em mời cô ngồi ạ. Lâu lắm rồi, cô mới gặp lại các em. Nhìn thấy ai cũng giỏi giang, thành đạt như thế này, cô mừng lắm. Mà cô này, dạo này em thấy cô xanh xao hơn trước nhiều đấy. Từ ngày dịch bệnh, cho nên cô lo lắng, có ăn ngủ được đâu. Cô cũng không phải lo đâu, bọn em cũng có chút lòng thành, quyên góp được 400 triệu để ủng hộ cô đấy ạ. Cô biết ơn các em lắm, cô xin nhận tấm lòng thành, còn tiền cô xin phép không nhận. Cô không phải ngại đâu ạ, cô cứ đợi cho bọn em vui ạ. Đã có Vương lo toàn bộ chi phí để cô xây dựng chuồng trại rồi, cô rất cảm kích tấm lòng của Vương. Lớp mình hình như còn Vương nào nữa ạ? Chắc có nhầm lẫn gì cô ạ, chứ lớp mình mỗi Vương này thôi mà cô. Vương bây giờ thành đạt lắm rồi, cậu ấy không ngừng học hỏi, cho nên bây giờ đã trở thành tân chủ tịch của tập đoàn SVM. Cô mừng lắm. Chẳng phải Trúc đang đầu quân cho công ty SVM sao? Vương này, vừa rồi bọn tôi đùa cái gì hơi quá. Có gì bạn đừng để bụng nhá. À, đúng rồi đấy Vương à, nãy giờ bọn tớ chỉ đùa cho vui thôi. Có gì bọn tớ xin lỗi nha. Chỉ là đùa thôi à? Là đùa thôi sao? Vậy các cậu xin lỗi tôi làm gì? Hay là thấy tôi là chủ tịch vì tôi có nhiều tiền? Từ khi tôi mặc bộ quần áo cũ này, hay là thân phận bán bún đậu, thì các cậu luôn khinh thường và xí nhục tôi. Từ khi thấy tôi là chủ tịch,
thì các cậu quay ngoắt 180 độ. Sao các cậu xuống tồi vậy? Nhưng dù sao, tôi vẫn là tôi, vẫn là những người bạn học cấp 3 của các cậu. Nhưng để rồi, tôi nhận lại được những gì? Chỉ những cái hành động khiếm nhã, những lời nói xí nhục. Tôi thật không ngờ các cậu lại là con người như vậy. Xin phép cô, xin phép tất cả các cậu, tôi cảm thấy ở đây là quá nhức nhối rồi. Chào mọi người. Kìa em. Dạ, alo ạ. Anh bảo sao cơ ạ? Sao tự nhiên lại hủy hợp đồng ạ? Không được đâu anh ơi, như vậy là mất hết sự nghiệp của em đấy. Alo. Em xin lỗi cô, em xin phép ạ. Đúng. Vương ơi, Vương. Cậu cho tớ xin lỗi được không? Làm ơn cho tớ cơ hội để sửa sai đi mà. Cơ hội à? Với một người có tính cách hơn thua và hay quay thường người khác như cậu ấy, thì tôi nghĩ SVM không hợp với cậu đâu. Và tôi tin tất cả các tập đoàn khác cũng không thể nào chịu đựng được một người nhân viên như cậu. Chào cậu. Mà em gọi em ra đây gấp thế, em đang bận cơ mà. Anh xin lỗi, nhưng anh có một bất ngờ dành cho em đây. Đê đê. Anh mới lãnh lương, hôm trước em bảo em thích mua gì đúng không? Cầm đây đi, còn lại thì chi tiêu cho gia đình. Thật á, em cảm ơn anh nhá, em biết là anh tốt với em nhất mà. Em ơi, rửa cái xe với. Dạ vâng ạ. Em ngồi đây một chút nhé, anh ra làm xe cho khách. Vâng, em đây nhé. Ôi, xe đẹp thế nhở. Không biết bao giờ mình mới được ngồi lên. Em có vẻ thích xe hơi nhở? À, vâng, nhưng mà em có được ngồi lên bao giờ đâu. Xe mi quan thế mà. Em có người yêu chưa? À, em chưa. Anh không thấy em ở đây rửa xe một mình đây à? Vậy là hôm nay mình có duyên rồi đấy. Anh cũng đang ế, nên ghế sau lúc nào cũng thừa. Mà nếu em chưa có người yêu ấy, thì lúc anh rảnh, mời em tách cà phê được không? Vậy có được không ạ? À? Anh với em có quen nhau đâu. Có sao đâu, giới thiệu với em. Anh là Kevin Vũ. Kevin, anh là Việt Kiều ạ? À? Ừ, bố mẹ anh ở bên Sinh, anh mới về Việt Nam thôi. Anh định mở thêm chi nhánh bên này. Vớ được con heo vàng đây rồi. Em là sao cơ? À không, em tên là Phương, rất vui được làm quen với anh ạ. Vậy em cho anh xin số được không? Để anh tiện liên lạc với em. Được ạ. Anh sẽ gọi em sớm nhất có thể nhá. Vâng. Anh ơi, xe của anh xong rồi ạ. Ok. Thank you. Để em đi trả lại tiền nhé. Thôi, không cần đâu. Như vậy sao được, cứ để em đi trả lại đi. Thôi, coi cho anh Bo nhá. Em cảm ơn anh ạ. Hai người nói chuyện gì vậy? Em quen anh ta à? À không, em không quen. Anh ấy hỏi đường thôi mà. À, thôi, hôm nay anh ấy sớm, anh dẫn em đi ăn nhé. Anh vừa được Bo này. Vâng, mình đi thôi. Đi, thằng kia lấy xe. Này, hôm nay tao mới quen được một anh giàu cực, đi xe xịn lắm. Thế không phải,
mày đang có người yêu là anh Vương rồi còn gì. Thế thì đã làm sao, người ta làm quen tao trước cơ mà. Bây giờ tao mà yêu ông ý, có khi lại sướng hết phần thiên hạ đấy. Thế mày định bỏ anh Vương à? Hâm à, ngu gì mà tao bỏ. Anh Vương tuy nghèo nhưng mà lại rất chiều tao, không bỏ được. Tao thấy như thế bất công cho anh Vương lắm. Bất công cái gì? Mà người yêu tao cơ mà, mày lo lắng làm gì? À, thì tao thấy anh Vương tốt, hiền lành, yêu thương mày, cho nên tao mới khuyên mày thôi. Mà tao thấy mày làm như thế ác lắm. Ác cái gì? Ai bảo tao xinh mới ông ý tự lao vào chứ, tao có ép đâu. Tao nói rồi đấy, mày không được làm như thế đâu. Đến lúc mà xảy ra chuyện gì, tự mà chịu lấy. Tao có ngu đâu mà để xảy ra chuyện gì. Thôi, tao đi vào nấu cơm đây. Anh đi đâu đấy? Trúc đi à? Anh định đi rủ Phương đi ăn. Hôm nay anh được nghỉ. Thế anh đã gọi cho nó chưa? Sao phải gọi chứ? Bình thường anh cứ thế mà tới mà. Thì em sợ nó không có ở nhà ấy mà. Chắc là có đấy. Thế thì mình đi về thôi. Em làm cái gì ở đây vậy? Sao hai người lại ở đây? Ai đây em? À, đây là người yêu cũ của em. Cái gì? Người yêu cũ á? Tại sao em lại đối xử với anh như thế? Anh không tốt ở đâu hả? Đúng, anh rất tốt. Nhưng mà anh rất là nghèo, em không thể nào yêu anh được nữa. Đến lúc này thì em cũng nói thẳng luôn, mình chia tay đi, em có người yêu mới rồi. Phương, sao mày lại đối xử với anh Vương như vậy chứ? Tao không ngờ con người mày lại thay đổi đến như vậy đấy. Liên quan đến mày à? Tao là bạn của mày đấy. Chính vì tao là bạn của mày cho nên tao mới phải khuyên mày. Chứ nếu là người khác ấy, tao mặc kệ mày từ lâu rồi. Mình đi thôi anh, kệ bọn họ đi. Đi thôi em. Thôi, anh đừng buồn nữa. Nói là như vậy thì anh phải sống tốt vào. Sao chứ? Sao cô ấy lại đối xử với anh như vậy chứ? Thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Vào nhà em ngồi một tí đi. Không sao đâu, giờ em sẽ hiểu thôi. Xem không ở nhà nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì cho vất vả. Anh ăn cái gì cũng được mà. Anh ăn linh tinh, em không yên tâm được. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu đích thực. Thì người ta cũng yêu anh vì anh thật thà. À, đợi anh một chút, anh có một món quà muốn tặng em đấy. Đợi anh một chút. Ê, tặng cái gì vậy anh? Cả một chiếc váy, anh thấy đẹp, đi mua tặng người yêu anh đấy. Em xem đi. Cái anh này, hôm nay lại bày đặt mua váy cho em nữa à? Đã lâu rồi, anh chưa có quà gì tặng em. Như vậy có được không? Được mà, em cảm ơn nhá. Nhưng mà ngày mai, anh muốn em mặc chiếc váy này và đứng đợi anh nhé. Có chuyện gì mà căng thẳng thế? Anh không nói được à? Đừng có bảo với em là anh định bắt cóc em đấy nhá.
Ngày mai thì em sẽ rõ. Thôi, đi vào kia ngồi đi em. Anh Vương, sao hôm nay anh lại ăn mặc như thế này? Thực ra anh có chuyện muốn nói với em. Bố mẹ của anh là chủ tịch công ty SVM. Em biết SVM rồi đấy. Nên anh chỉ muốn đi ra ngoài để tích lũy thêm nhiều vốn sống. Nên anh mới đi làm thuê. Sao anh không nói với em sớm hơn? Hay là anh nghĩ em yêu anh vì tiền? Anh xin lỗi, không phải như vậy đâu. Nhưng anh chỉ muốn tình cảm giúp mình chín mùi, sau đó nói chuyện với em. Lúc đó không sợ em giận nữa. Thôi được rồi, em hiểu rồi. Nhưng mà từ nay anh không được giấu em cái gì nữa đâu đấy. Tuân lệnh sếp. Thôi chúng ta ra xe đi. Tao cảnh cáo lần cuối rồi nha. Không đi được đấy. Dừng tay lại. Mày là thằng nào mà thích xen vào chuyện của người khác hả? Tôi là bạn của cô ấy. Tại sao anh lại đánh cô ấy giữa đường vậy? Gì? Tại sao á? Tại sao thì mày hỏi con ranh này nè. Lần này tao tha cho mày. Còn một lần nữa đó, mày đừng có trách tao. Cô không sao chứ? Anh Vương, em không sao. Mà sao hai người lại đi với nhau, lại còn tay trong tay như vậy nữa chứ? Cô nghĩ đúng rồi đấy. Hiện tại tôi và Trúc đang yêu nhau. Cái gì cơ? Yêu nhau á? Đúng thế. Và tôi cũng trịnh trọng thông báo cho cô biết một thông tin. Tôi chính là con trai của chủ tịch tập đoàn SVM. Mà cô biết SVM rồi đấy. Tôi xuất hiện với thân phận là người làm thuê, chỉ là muốn trải nghiệm cuộc sống và tìm kiếm một tình yêu đích thực. Nhưng tôi thật không ngờ cô lại cho tôi một bài học đắt giá đến như vậy. Con trai của chủ tịch? Con hồ ly này, chính mày đã cướp người yêu của tao đúng không? Bỏ tay ra. Cô làm cái gì thế? Tại sao anh lại giấu thân phận của anh với em? Em xin lỗi, em không nên đi theo anh ta như vậy. Anh ta lừa em, khiến em bị vợ anh ta đánh ghen một trận. Hóa ra là như vậy à? Anh, em biết sai rồi, mình quay lại được không? Phương, tôi không ngờ cậu lại là một con người trơ trẽn như vậy đấy. Trước đấy, tôi đã khuyên cậu như thế nào, cậu không nghe. Cậu bỏ anh Vương để đi theo những thứ xa hoa quyền quý hơn. Bây giờ, cậu lại còn muốn quay lại với anh ấy à? Tôi sẽ không để chuyện đấy xảy ra đâu. Con danh con này, mày đã cướp người yêu của tao. Chính mày đã bày mưu để anh Vương biết tao gặp đồ đúng không? Đúng rồi đấy Phương à. Năm xưa cô vì tiền mà bỏ tôi. Là ai? Là Trúc đã hàn gắn lại vết thương cho tôi. Tôi không cho phép cô xỉ nhục Trúc. Loại đàn bà muốn ăn mà không muốn làm như cô sẽ không bao giờ khá lên được đâu. Mình đi thôi. Chúc cô tìm được người khác tốt hơn. Sao? Bây giờ trả tiền? Hả? Ừ? Dừng lại! Giữa ban ngày ban mặt mà hai thằng chúng mày làm cho gì đấy? Mày không hồn đó thì cút khỏi đây. Nếu không tao sẽ đưa mày đi chấn thương chỉnh hình đó. Cái gì cơ? Mày nói lại tao nghe xem nào. Tao bảo mày cút đó. Tao không cút, chúng mày làm gì tao? Làm gì mày hả? Mày biết bố mày là ai không? Tao không quan tâm mày hay bố mày là ai. Hay tao quan tâm là mày thả cô gái này ra. Chó này, tao sẽ dạy cho mày bài học. Tao hai tao cho mày lên hết đây. Mày nhớ mặt tao đó. Đi. Em có sao không? Em không sao ạ. Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về nhá. Phòng khi bọn nó quay lại tìm. Nhà em cũng gần đây thôi. Hay là anh đi cùng em một đoạn được không? Vậy anh đưa em về nhá.
Hôm nay có vụ gì mà em phải mời anh đi chơi thế này? Thì bây giờ em mới rảnh, em muốn cảm ơn anh chuyện lần trước ấy mà. Chuyện lần trước có gì đâu. Đàn đông bọn anh nhìn thấy như vậy, ai chả bức xúc hả em? Mà em vẫn chưa biết tên anh là gì cả. Anh là Đạt, giám đốc của công ty Đa Gia. Giám đốc à? Anh giỏi thế. Có giỏi gì đâu em. Trước anh cũng mải chơi lắm, nhưng anh là con một nên anh phải về nhà tiếp quản thôi. Thế là cũng giỏi rồi. Mà anh cũng chưa biết tên em. Trông em như vậy chắc vẫn đang đi học nhở? Vâng, em tên là Phương, bây giờ vẫn đang là sinh viên ạ. Nhưng mà người yêu em đâu mà để em đi như vậy, không được đón em sao? Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này. Em cứ trêu anh, em trông như vậy mà không có người yêu là đâu bọn anh mắt kém hết rồi. Em lo cái gì vậy? Ai đây anh? Tôi là vợ sắp cưới của anh Đạt. Còn cô? Cô là gà mới của anh ta à? Gà mới? Chị nói gì em không hiểu. Trúc, em đừng nói lung tung nữa, em về đi. Được, em sẽ về. Nhưng mà lát nữa anh phải gặp em để nói chuyện đàng hoàng đấy. Nếu không đừng trách em nói với bố anh. Biết rồi, về đi. Chuyện này là như thế nào? À, không có gì đâu. Trúc là con gái của công ty đối tác bố anh. Hai ông lúc nào cũng muốn hai đứa lấy nhau, nhưng mà anh ghét cô ta lắm. Vậy chuyện chúng mình thì sao? Kệ cô ta đi, anh sẽ không bao giờ lấy cô ta đâu. Anh nói thật không đấy? Anh nói thật, mình về thôi em. Em vừa làm trò gì đấy? Trò gì là trò gì? Anh nên nhớ, anh là chồng sắp cưới của tôi đấy. Vậy mà anh ngang nhiên đi ra ngoài, đi với một con nhỏ khác. Anh thấy như vậy có được không? Anh nói rồi, anh sẽ không bao giờ lấy em đâu. Anh sẽ bảo bố chúng ta hủy hôn. Anh, vì cái con nhỏ nhà quê đấy mà anh dám lên giọng với tôi à? Con danh đấy, nó không xứng đáng với anh đâu. Còn xứng đáng hay không là do anh cảm nhận, chứ không phải là em. Em không có quyền để mà nói. Hôm nay anh còn dám lên giọng, lên mặt với tôi à? Anh đừng để tôi phải mách với bố của anh nhá. Này, em đừng có ép anh quá, không là anh không nhìn mặt em nữa đâu đấy. Còn giờ em đi về đi. Được lắm, anh còn dám đuổi tôi nữa cơ à? Được thôi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là hối hận. Con nghe thấy bố. Mày có định để tao sống không? Mày muốn cái công ty này phải phá sản vì mày à? Sao lúc nào con cũng phải nghe lời bố vậy? Đến bây giờ việc con yêu ai bố cũng can thiệp vào là sao? Mày mà không đối xử với con Trúc cẩn thận thì từ mặt tao đi. Cô là người hẹn tôi sao? Đúng vậy. Tôi muốn anh cung cấp một số thông tin về con bé này. Cô muốn gì? Đừng nói với tôi á là cô muốn chơi gái nha. Anh suy nghĩ, động não một chút đi. Chẳng qua là con Danh này nó dám cướp chồng tôi, mà tôi chỉ muốn cho chồng tôi sáng mắt ra thôi. Nếu như anh cung cấp thông tin đầy đủ ấy, thì 50 triệu trong thẻ này sẽ thuộc về anh. Được thôi, tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho cô. Thêm một điều nữa, tôi muốn anh sắp xếp một cuộc hẹn ở khách sạn. Khi nào tôi gọi, anh sẽ ôm ấp nó đi từ khách sạn đi ra. Được chứ? Được thôi, chính tôi là người sẽ đóng vở kịch này. Nhưng quan trọng, tôi muốn thêm tiền bồi dưỡng. Đơn giản, nếu anh làm tốt ấy, tiền nong không thành vấn đề. Ok, vậy hợp tác thôi. Hợp tác vui vẻ.
chờ tin tốt từ tôi. Anh ra đây có việc gì? Anh còn một đống việc đấy. Thì anh cứ ngồi xuống đi đã. Có gì em nói đi. Đến bây giờ mà anh vẫn giữ thái độ đấy với em à? Anh xin lỗi, nhưng mà có gì em nói đi. Hay là anh sợ ngồi đây cô người yêu bé bỏng của anh thấy rồi nó ghen à? Đúng, anh sợ Phương biết cô ấy sẽ buồn. Thôi được rồi, em không vòng vo nữa. Hôm nay em gọi anh ra đây không phải vì chuyện cưới xin của hai đứa mình đâu. Có một chuyện quan trọng hơn em muốn nói cho anh biết đấy. Tưởng tình địch của em là người như thế nào, hóa ra chỉ là một loại gái rẻ tiền thôi. Em ăn nói cho cẩn thận. Phương là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành. Loại gái ngành mà hiền lành á? Anh nhìn xem. Đây là cái gì? Thì anh cứ nhìn đi. Phương không phải là người như vậy. Anh không nhận ra cô người yêu bé bỏng của anh đang tiếp khách à? Thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô ta, em đã nghi ngờ, cho nên đã cho người đi điều tra. Nhưng mà không ngờ lại đúng như em nghĩ. Cô ta chỉ là một loại gái ngành, gái bao đi ngủ với khách thôi. Không thể có chuyện ý được. Phương không phải là người như vậy. Đến bây giờ mà anh vẫn còn ngoan cố như vậy à? Không hiểu cô ta cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì nhỉ? Cho dù có thế nào nữa, anh cũng không tin. Đây là sự thật. Được rồi, nếu như anh không tin ấy, thì anh hãy đi theo em đi. Em sẽ cho anh tận mắt chứng kiến cô người yêu ngoan hiền bé bỏng trong trí tưởng tượng của anh, nó đang tiếp khách ở trong khách sạn kia kìa. Là sao? Là chuyện gì nữa? Thì anh cứ đi đi rồi biết. Kìa, kia có phải là cô người yêu bé nhỏ của anh không nhỉ? Thật không thể ngờ, cô ta lại là người như vậy. Thế nào, anh có muốn vạch trần bộ mặt thật của cô ta không? Ngờ lắm à? Không ngờ anh chồng sắp cưới của tôi lại bị cô cắm trong một chiếc sừng to đến như vậy đấy. Anh Đạt, anh em giải thích có được không? Giải thích? Chuyện rõ mười mươi thế này rồi, cô định nói gì về tôi sao? Hóa ra trước mặt tôi thì cô giả vờ ngoan hiền, để sau lưng tôi cô đi làm gái thế này à? Chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Câm mồm! Hóa ra cô đến với tôi cũng chỉ vì tiền, cũng như bao đứa đàn bà khác. Tôi thật có mắt như mù, tôi mới tin cô mà. Ô, ông anh này hình như hôm bữa đánh tôi thì phải. Mày là ai? À, thì ra mày là người lần trước đánh Phương. Ai đánh nó? Chỉ là nó nợ tiền tôi, nên tôi dằn mặt nó thôi. Chỉ trách đó, là trách ông anh bị nó dắt mũi thôi. Hóa ra bao lâu nay cô lừa dối tôi à? Loại người như cô, đáng lẽ ra tôi phải sớm đi ra mới phải. Tiền kiếm bằng vốn tự có thì dễ thật đấy, nhưng mãi mãi không mua được nhân cách của cô đâu. Anh Đạt, anh nghe em nói đi mà. Em yêu anh là thật, em thề từ trước đến nay em không bao giờ có ý định yêu anh bằng tiền cả. Phải, cũng phải thôi. Tiền cô kiếm ra dễ quá mà. Tôi là vất vả cả tháng, không bằng cô đi vui vẻ một đêm. Sao, giá của cô có cao không? Bảo sao mỗi lần cô đi với tôi, cô đều xin nước hoa thơm phức. Hóa ra, để che đi một nhân cách rẻ tiền của cô à? Đây, ở đây có chút tiền, cô cầm lấy, coi như những ngày tháng vừa qua cô ở bên tôi. Đó có vẻ như là vẫn đang còn ít nhỉ? Chị cho em thêm ít nữa.
mua nước hoa mà xịt vào cho thơm nhá. Cơ thể bốc mùi ấy, thì có thể xịt nước hoa để che được, chứ còn nhân cách thối nát ấy thì có dát vàng cũng không sang được đâu em ạ. Cả thành phố đang đóng cửa, mà em đi đâu vậy? Tôi đi đâu mặc tôi? Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi thả chết ở ngoài đường còn hơn mục xác ở trong cái nhà này. Không, anh không cho em đi. Anh dám? Dạ, em muốn gì anh cũng chiều mà. Anh bảo tôi muốn gì anh cũng chiều tôi á? Anh lấy gì ra để chiều tôi nào? Hàng tháng tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền xe anh đã trả được chưa? Chưa kể mỗi tháng tôi chỉ mua có vài cái túi hiệu thôi, vậy mà anh đã than trời trách đất rồi. Vậy anh lấy cái gì ra để chiều tôi nào? Em, tôi đường đường có anh trai là chủ tịch một công ty lớn ở Việt Nam, vậy mà tôi lại phải lấy một thằng chồng làm neo, đi rũa từng cái móng chân của thiên hạ để kiếm tiền. Em, anh chưa thấy nhục, nhưng mà tôi thấy nhục lắm rồi đấy, đồ vô dụng ạ. Đủ rồi, tôi là một thằng làm neo thì sao? Tôi vẫn đi làm từng ngày để kiếm tiền nuôi em mà. Em chỉ việc ở nhà hưởng thụ mà em chưa thấy hài lòng hay sao? Chẳng có gì là hài lòng ở đây cả. Tôi chấp nhận sang đây không phải là để sống một cuộc sống nghèo khổ, anh hiểu chứ? Tôi sẽ ly dị anh, tôi sẽ về Việt Nam. Em, anh xin lỗi mà, anh không có ý lớn tiếng với em đâu. Em đừng giận anh mà. Tôi sẽ về Việt Nam, tôi sẽ ly dị. Alo, anh trai à, em sẽ ly dị thằng chồng vô dụng của em. Em sẽ về Việt Nam, anh nuôi em nhá. Em, anh xin lỗi mà, em đừng giận anh, em đừng ly dị mà. Anh biến đi. Không. Không là không thế nào? Là anh không đồng ý nuôi cô. Cô lớn rồi, không phải trẻ con nữa. Cô phải tự kiếm công việc của mình, không thể ăn bám gia đình được. Rõ là giàu mà keo kiệt. Hỗn xược. Tôi cứ thích hỗn xược đấy. Tôi sẽ ly dị. Anh không nuôi tôi thì tôi cũng không cần. Bố mẹ mất rồi thì cái nhà này cũng có phần của tôi. Sống ở đây hay ở bên kia là tùy cô. Nhưng anh không đồng ý, cứ hễ xảy ra chuyện là cô đòi đi dị. Thịnh, cậu có dạy được vợ mình hay không? Dạ, em... Làm gì có tư cách để mà dạy. Chỉ là một thằng làm neo. Cô im đi. Ở đâu cho cái thói khinh thường chồng con mình như vậy? Tôi cứ thích nói đấy. Tôi nói như vậy cũng đúng à? Tôi sẽ ly dị hắn ta. Tôi sẽ ở đây. Còn bây giờ, anh cút về Hà Lan đi. Đừng có mà ám tôi nữa. Ngẩng đầu lên, là một người đàn ông bản lĩnh thì trước tiên phải vượt qua khó khăn và đứng dậy. Tôi xin lỗi, tất cả đều do tôi và Đạt. Từ khi bố mẹ mất, tôi và nó luôn dành tình yêu thương hết mực, khiến nó sinh hư. Còn lần nữa, xin lỗi cậu. Dạ, em không dám ạ. Em không dám nhận lời xin lỗi của anh đâu ạ. Tất cả là tại em. Tại em chỉ là một thằng làm neo. Em là một thằng vô dụng. Cậu nên nhớ, một người đàn ông nhu nhược sẽ gặp một người đàn bà đanh đá, và một người đàn ông vũ phu sẽ gặp một người đàn bà cam chịu. Và tất nhiên, một người đàn ông bản lĩnh sẽ gặp một người đàn bà tài sức vẹn toàn. Dạ, ý anh nói là gì? Em chưa hiểu à? Cuộc sống vốn dĩ đều có quy luật của nó. Cái chúc hỗn náo, vô đạo đức, đó là một sự thật không thể nào chối cãi được. Nhưng cậu có phải là một người đàn ông nhu nhược hay không?
thì đều do cách hành xử của cậu đấy. Dạ. Em vẫn chưa hiểu ý anh ạ. Có lẽ trách nhiệm để dạy dỗ lại đứa em gái hư đốn của mình. Nhưng mà tôi muốn cậu giúp tôi một việc. Dạ. Việc gì vậy? Mà em chỉ ước là ước được như anh thôi đó. Nếu em được như anh đó thì Trúc sẽ không đối xử với em như vậy đâu. Không nhất thiết phải là chủ tịch công ty mới có được sự tôn trọng của vợ. Chỉ cần cậu là một người đàn ông bản lĩnh. Cậu nghĩ sao? Nghĩ? Nghĩ gì à? Trở thành một người đàn ông bản lĩnh. Cậu có muốn đó không? Dạ muốn chứ. Anh có cách gì anh chỉ em với. Cách thì tôi có rất nhiều. Nhưng cậu có muốn làm hay không? Là em sao? Không. Không được. Như vậy là không được anh ạ. Cậu có nhìn thấy cần câu đằng kia không? Dạ. Em có thấy. Nhưng ý anh là sao à? Muốn cá mắc câu và để cho nó chịu nỗi đau nhớ đời thì phải có mồi ngon và một chiến thuật câu vững chắc. Về nha, hôm sau lại đi tiếp. Chán thật đấy. Em đi đâu? Đêm qua không về. Bỏ ra. Tôi đi đâu mà xác tôi. Cơ miễn không thấy cái bộ mặt vô dụng của anh là tôi thấy vui rồi. Em đi với ai? Tại sao anh gọi em không được? Em có biết anh lo lắng cho em lắm không? Lo lắng á? Tôi không thích nghe máy đấy. Tôi cố thích khóa máy đấy. Tôi đi với ai? Tôi đi với trai. Làm sao? Làm sao? Cô. Hôm nay lại còn dở cả thói vũ phu ra. Đồ thằng chồng vô dụng. Tôi sẽ ly dị anh. Đồ vô dụng. Đánh cười này. Đánh cười đấy. Bỏ ra. Thịnh. Cậu hay là người đàn ông bán đính đi. Buông ra. Được. Hôm nay anh còn dám thông đồng với người ngoài để bắt nạt tôi à? Đây là cơ hội cuối cùng dành cho cậu đấy, để cho cậu thể hiện bản thân của mình đấy. Đồ khốn nạn! Đứng lại! Đủ rồi, cô càng ngày còn hỗn láo đó. À, hôm nay còn dám. Còn đứng chờ bắt ra đấy mà nhìn à? Bảo đỡ tôi dậy. Chúng ta ly dị đi. Cái gì? Anh lại còn đòi ly dị tôi à? Mơ đi. Tôi sẽ không cho anh được như ý nguyện đâu. Sao? Thấy hối hận à? Muốn xin lỗi tôi à? Hay là quỳ xuống để xin lỗi tôi? Còn lâu nhá. Tôi muốn ly dị. Anh đồng ý. Chúng ta ly dị đi. Anh. Ngày mai. À không. Ngay bây giờ. Anh sẽ dọn ra khách sạn ở. Anh đừng lại cho tôi. Đừng lại. À! Đây rồi, hóa ra là các người ở đây à? Còn trà xanh này, mày dám cướp chồng tao à? Cô đến đây làm gì? Anh còn hỏi được nữa à? Tôi đến đây để bắt giam hai người chứ còn làm gì nữa? Hóa ra là vì con nhỏ này mà anh định ly dị tôi chứ gì? Vì cái con trà xanh này chứ gì? Cô làm cái gì vậy? Ở đây có bảo vệ, nếu cần thiết tôi có thể gọi công an. Chị đừng có mà tùy tiện hung hăng. Cô về đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại tòa Hà Lan. Vì con nhỏ này mày dám? Chị đừng có mà đứng đấy xúc phạm người khác. Tôi và anh Thịnh
chỉ là bạn bè cùng đi uống cà phê với nhau thôi. Ý mồm đi. Bạn bè á? Bây giờ có thể đi uống cà phê, nhưng mà lát nữa ấy, đi nhà nghỉ thì ai mà biết được. Chị, nếu chị còn đứng đây tiếp tục xúc phạm tôi sẽ gọi công an đấy. Gọi đi, cô gọi giúp tôi đi, để xem ai đến đây bênh cặp mèo mả gà đồng các người. Trúc, đủ rồi đấy. Anh, tại sao anh lại ở đây? Em còn hỏi anh như vậy à? Ở đây không phải nhà mình, mà em muốn làm gì thì làm đâu. Nhưng mà anh không thấy họ đang ngoại tình với nhau à? Ai? Ba người tụi anh đang đi uống cà phê chung với nhau cơ mà. Cái gì? Xin giới thiệu với em, đây là Phương, nhân viên của anh. Cô ấy vừa giỏi giang vừa xinh đẹp. Hơn nữa, Thịnh chuẩn bị ly dị vợ. Anh muốn hai người họ kết bạn với nhau. Tại sao anh là anh trai tôi mà anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Em có ý kiến gì à? Chẳng phải em sắp có cậu ấy sao? Thịnh là người tốt, và anh muốn giới thiệu Thịnh cho nhân viên xuất sắc của anh. Anh, các người đúng là khốn nạn mà. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Tôi sẽ không chịu thua các người đâu. Thôi mọi người ngồi đi. Tôi hận các người. Tôi ghét các người. Tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Sao mày lại uống say thế? Anh đây à? Anh có còn thương em không? Anh em ruột với nhau, bố mẹ thì mất cả rồi. Anh không thương cô thì anh thương ai? Có lẽ người thương em nhất chỉ còn có anh thôi. Thật ra thì người thương em nhất là thằng Thịnh, chồng em. Anh đừng nhắc đến nó nữa. Em ghét nó, em sẽ bỏ nó. Nếu đã muốn bỏ rồi, vậy thì ghen tuông làm gì? Lại còn đi uống rượu say đến mức này, học lóc như con nít nữa. Em không ghen tuông, em chỉ không muốn nó gần gũi với người khác. Nhưng nó lại vì kẻ thứ ba mà đuổi em đấy. Có lẽ đấy là cái dở nhất của đàn bà. Người đàn bà luôn cho rằng người đàn ông yêu thương mình thì cả đời phải yêu thương mình, không được phản bội mình. Chính vì như vậy, họ càng lấn lướt, càng quá đáng. Làm như vậy, người đàn ông họ chán, họ đi với người khác. Lúc đấy mình hối hận thì đã... Anh bảo ai hối hận? Em không bao giờ hối hận. Em sẽ không bao giờ hối hận. Mà này, anh hỏi cô, khi cô ở Việt Nam, ai là người gửi tiền hàng tháng cho cô chi tiêu? Rồi khi sang Hà Lan, ai là người làm lúc hai việc để rồi cung phụng cô như một bà hoàng, không một lời than vãn? Đấy là trách nhiệm của một người chồng, phải lo cho vợ. Trách nhiệm? Chẳng ai có trách nhiệm ở đây hết, ngoại trừ bố mẹ mình ra. Vợ chồng, vợ chồng với nhau có gì ràng buộc đâu em, ngoại trừ một tờ giấy. Thôi đủ rồi, em đủ đau đầu lắm rồi. Anh đừng có giao giảng đạo lý nữa đi. Thế bây giờ anh hỏi cô, thằng Thịnh nó có quốc tịch Hà Lan, có công ăn việc làm ổn định, cô bỏ nó, cô sợ nó không tìm được người khác hay sao? Còn cô thì sao? Một người đàn bà đã qua một lần đò, nhan sắc thì tầm trung, công việc thì không có, cô nghĩ người đàn ông nào dám yêu cô để mang gánh nặng không? Em không tin. Em không tin tất cả đàn ông trên thế giới này đều có tư tưởng như thế. Anh nói thật với cô, trên đời này chẳng có ai hơn thằng Thịnh đâu. Cô bỏ nó rồi, có ngày hối không kịp đấy. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì á? Nói sau đi, tôi không muốn trễ hẹn. Anh hẹn với ai? Anh lại hẹn với con nhỏ trà xanh kia đúng không?
Lại sân, lúc nào cũng lại sân. Cô không thể không xúc phạm người khác được hay sao? Anh... Giờ cô về đi, bao giờ về Hà Lan đó, chúng ta sẽ ly dị. Anh... Em... Hay là mình cùng nhau về Hà Lan đi, càng sớm càng tốt, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tạm biệt cô, tôi phải đi đây. Em đang buồn sao? Em đánh mất anh Thịnh thật rồi anh ạ. Bây giờ em cảm thấy sao? Em cảm thấy hối hận. Em thấy hối hận lắm rồi. Biết không? Những người có bản tính hung tợn, không kiểm soát được cơn nóng giận của mình, thì chắc chắn rằng họ sẽ phải sống cô độc. Cũng như họ đang sống cạnh một đám cháy đấy, không biết lúc nào sẽ bùng. Em khóc đi. Em khóc để hiểu được nỗi đau, hiểu được cảm giác khi em gây ra cho cậu ấy. Bây giờ em gọi điện cho anh ấy không được. Em không biết anh đang ở đâu nữa. Cậu ấy đang chuẩn bị về Hà Lan đấy. Anh nói cái gì? Anh là người đặt vé cho cậu ấy, thay đổi để được hạnh phúc. Phải cố chấp ngu dốt để đổi lại sự cô độc là do em chọn. Anh chuẩn bị về thành phố đi. Anh về đây, chỉ để nói cho em biết chuyện này thôi. Đúng vậy. Đây không phải là sinh vé thông thường, mà là sinh vé hạnh phúc của em gái anh. Em cảm ơn anh trai của em nhiều lắm. Cố lên em gái ngốc của anh. Sạch đây, mời bà con. Ai mua rau đây? Anh ơi. Cô gọi tôi à? Ừ, anh đánh rơi ví này. À, đúng là ví của tôi rồi. Cảm ơn cô nhá. Tôi gửi cô. Anh làm cái gì đấy? Ở làng quê này ai cũng như tôi thôi. Đừng mang tiền bạc ra kẻo mất tình cảm đấy. Được rồi. Tiếc quá là tôi không nấu ăn. Nếu không ấy, tôi đã muốn ủng hộ cô rồi. Không sao. Thôi chào anh, tôi đi bán tiếp đây. Chào cô. Không phải hôm nay em đi làm ở quán sao? Sao giờ này lại đến đây? Làm cái gì nữa? Khổ quá, thế tôi nghỉ rồi. Mà bà chị này, có tiền không? Cho mượn một ít đi. Sao lại nghỉ? Việc đó tuy hơi cực, nhưng lương cao ổn định. Em nghỉ thì làm gì mà sống? Chị bụt cười thế nhở? Anh Ngân không thích thì chị đừng có ép. Chị chứ không phải bố mẹ đâu mà lải nhải thế. Chị có đưa tiền cho anh không? Lằng nhằng. Không được. Tiền này để trả nợ, chứ không phải để cho hai đứa ăn chơi đua đòi. Anh Ngân, chị ấy như thế mà anh còn để được à? Anh là em trai của chị ấy, mà chị ấy còn keo kiệt như thế đó. Anh, chờ anh đợi. Anh, em làm cái gì thế? Có một chút tiền thế này, mà chị cũng keo kiệt với tôi à? Tôi là em trai của chị, là con trai duy nhất trong cái nhà này. Có một chút tiền này, mà chị không cho tôi được à? Này, cậu cư xử như thế mới được à? Tôi nghe không nhầm thì cô ấy là chị gái của cậu đấy.
Việc của anh à? Đây là chuyện nhà anh Ngân, liên quan gì đến anh mà anh xía vào? Anh có ngon ấy thì anh thay chị ấy đưa tiền cho chúng tôi đi. Cô thôi, kệ hắn, chúng ta đi thôi. Ân, chị xin em mà. Ân. Thôi, cô đừng buồn nữa. Có gì tôi sẽ mua hết rau cho cô. Tôi cảm ơn anh. Không? Anh lái xe kiểu gì thế? Em đau hết cả người rồi đây này. Còn không mau đưa em đến bệnh viện đi. Kìa Ân, em đụng xe người ta thì phải xin lỗi đã chứ. Chị tránh ra đi. Này, hai người đi xe không có não à? Đụng phải xe của tôi, la bằng xe của tôi. Thế mà còn định đi à? Lại là anh à? Tôi đụng xe có một chút thôi, làm gì mà căng thế? Với lại xe anh này xe lớn, theo luật đi anh phải đến cho tôi đấy. Đèn à? Tôi nói cho hai người biết, xe của tôi có camera hành trình đấy. Hai người gây tai nạn cho nó như thế nào ấy, tôi ghi lại hết rồi. Chỉ cần tôi đưa nó lên công an thì ai đúng ai sai sẽ rõ ngay thôi. Chị ta đền. Chị ta là chị gái của anh Ngân. Với lại ấy, xe này chị ấy cũng góp tiền mua. Anh muốn bắt đền ấy thì tìm chị ấy. Đúng đúng, hỏng hóc cái gì, cứ tìm chị ta mà đền. Tôi không có tiền đâu. Anh, em nói cái gì thế? Em lớn rồi, phải chịu trách nhiệm với việc mà mình làm chứ. Chị ơi là chị, có mỗi một cái việc cỏn con đấy mà chị không giúp em được à? Em thấy ấy, anh ta chỉ muốn đòi tiền của chị thôi. Phải đấy, chị đền cho anh ta đi. Nếu không có thì van xin anh ta, chúng tôi không biết đâu đấy. Cô im đi, từ ngày đi với cô em trai tôi hư người, tôi không liên quan đến việc này. Hai đứa tự im ạ. Tôi xin lỗi anh, xe này hỏng bao nhiêu tiền tôi sẽ gửi anh tiền để sửa. Xe của tôi đắt tiền đấy, liệu cô có đền được không? Tôi tuy bây giờ không có nhiều tiền nhưng nhất định sẽ trả đủ. Anh cho tôi thời gian được không? Em của cô càng như vậy thì cô càng khổ đấy. Hay là cô nghe tôi đi, cứ kể nó, để cho cuộc đời này dạy dỗ cho nó một bài học. Còn cô ấy, cô còn có cuộc sống riêng của mình, thế nên đừng để ai làm khổ mình. Nhưng bằng cách nào ạ? Ở trên thành phố, công ty của tôi đang tuyển người làm việc. Chỉ cần cô chăm chỉ học và làm việc thì tôi nghĩ cuộc sống của cô sẽ khá hơn đấy. Đây là danh thiếp của tôi, cô cứ xem đi. Nếu như tin tưởng tôi thì hãy đến tìm tôi. Cảm ơn anh. Anh nghèo đến mức không có tiền đổ xăng xe à? Từ ngày chị An đi, anh cứ giống như thằng kẻ vô dụng ấy, một đồng cũng không có. Tôi xin anh có 1 triệu mà anh cũng không cho được. Thì tất cả cũng là tại chị An đấy. Anh là con trai duy nhất trong nhà, là cháu đi tôn của dòng họ đấy. Thế mà chị ta không ở đây làm việc để mà nuôi anh. Bây giờ chị ta trốn rồi, anh biết lấy tiền đâu ra? Huyền, Huyền, đợi anh với. Em đây. Em đứng đây chờ anh một chút nha. Anh qua lạc bên bà công việc với câu hỏi một chút,
rồi anh quay lại đón em về thăm nhà. Vâng ạ. Này, mắt mù à? Tôi xin lỗi. Chị An, sao chị lại ở đây? Mà sao chị lại ăn mặc như thế này? Còn đây là cái gì? Trả cho tôi. Đây là quà tôi mang về quê. À, tôi hiểu rồi. Cả năm chị lên thành phố, nói bố mẹ là làm việc, hóa ra lại đi làm gái à? Bố mẹ chị cũng tự hào về chị quá cơ. Lại còn nó mồm khoe khoang. Huyền, cô đừng suy bụng ta ra bụng người. Tôi đi làm là thật và tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh cho cô thấy. Em đi nhanh thế, anh đuổi mãi mới được đấy. Chị An, chị về bao giờ đấy? Có mang tiền về không? Chắc chắn là có mang tiền về rồi. Nhìn chị ta ăn mặc sang chảnh thế kia cơ mà. Lại còn xách túi quà đắt tiền nữa. Em nói thật, nhiều khi chị anh làm cái nghề dơ bẩn cũng nên đấy. Cô im đi, không nói được cái lời nào hay ấy thì đừng có nói. Chị mới phải im đi đấy. Bạn gái tôi nói cái gì sao mà chị đã bắt bẻ? Chị có biết chị đi cả năm trời không để lại cho tôi một đồng nào, có biết là tôi khổ lắm không hả? Em đã 30 tuổi đầu rồi, sao không tự đi làm kiếm tiền đi? Em định ăn bám chị cả đời à? Rớm chưa, mới cho em trai có vài đồng mà đã bảo em trai ăn bám tôi cơ à? Anh có bà chị tốt ghê. Không có nhiều nữa, đưa tôi mấy triệu, nhanh lên. Không có tiền, mà có cũng không đưa cho mày. Tiền này tao để dành biếu bố mẹ. Chị ta lại còn bướng thật kìa. Mà sao anh hiền thế, không cho thì lại mà lấy đi chứ. Mày dám, mày mà đụng tao la cho cả làng này nghe đấy. Được rồi, hôm nay chị không đưa ấy, thì tôi phá xe của chị. Mày dám? Tại sao lại không dám? Chị sót ít tiền cho tôi nên tôi muốn chị mất tiền sửa xe thôi. Anh, phá đi. Không được, dừng lại, tránh ra. Dừng lại. An, em có làm sao không? Hai người làm cái trò gì ở đây vậy? Cô cậu dừng ngay lại cho tôi. Anh Hải, sao anh lại đấy ạ? Là cậu à? Cậu bị điên rồi hay sao mà lại đi phá xe người khác? Cậu muốn đi tù à? Dạ, không ạ. Chỉ tại chị em ạ. Có mà cô, chính cô là người xui khiến cậu ấy. Cô cậu hay lắm, để tôi xem khi lên công an cô cậu sẽ trình báo về vụ việc này như thế nào. Này, anh nói cái gì đấy? Đây là xe của chị An, anh Ngân là em của chị ấy thì phá một chút thì có làm sao. Anh là công an xã thì phải làm cho đúng luật chứ. Anh ấy đang làm đúng luật đấy. Xe này là của tôi, ngày hôm nay tôi đưa An về đây là để ra mắt gia đình. Hai người phá xe của tôi thì tôi phải kiện hai người. Cái gì? Ra mắt gia đình tôi á? Trông anh cũng có vẻ là người giàu có đấy. Tôi là em trai của chị ấy. Chuyện này anh bỏ qua nhá. Cậu nói cái gì? Còn tôi là em dâu của chị An. Nhìn anh sang trọng như thế này thì cái xe có đáng là bao? Với lại nãy chị ấy nói không rõ ràng nên chúng tôi biết hiểu lầm thôi. À, mọi chuyện là sao em? Em trai em xin tiền không được nên nghe cô ta để đập xe. Này, chị ăn nói cái gì đấy à? Đừng tưởng mày có tiền thì muốn nói gì cũng được nhá. Anh, đi thôi. Dừng lại. Nói cho hai người biết, đây là anh Tân, chủ tịch công ty SVM, về làng để đầu tư cho làng mình. Hai người phá xe của anh ấy thì hai người phải chịu trách nhiệm. Chủ tịch Anh Tân à, bây giờ chúng ta đã là người một nhà. Thế thôi, tôi đi nhá. Thôi đi, đủ rồi đấy. Hai người xem thường bắt nạt vợ tôi, bây giờ gây chuyện lại còn định bỏ trốn. Tôi không bỏ qua cho hai người đâu. Anh định làm gì? Cậu Hải, tôi nhờ cậu đưa hai người này lên đồn công an cho tôi và điều tra rõ hành vi của họ. Tôi muốn họ chịu trách nhiệm với những lỗi lầm của mình. Vâng, mời hai người. Không, anh Tân à, không muốn lên đồn đâu. Anh Tân à, dù sao chúng ta cũng sắp là người một nhà. Anh bỏ qua cho tôi đi.
chị An. Không, cậu cũng lớn rồi. Tôi muốn cậu nhận được bài học trong đời. Đừng nghĩ mình có chút tiền là có thể làm việc quá đáng. Còn không thì phải nỗ lực phấn đấu. Đừng ức hiếp người khác để có tiền như thế. Không, chị An à, em sai rồi. Chị bỏ qua cho em đi. An, ta đi thôi. Không, em không muốn lên đồn đâu. Anh ơi, tha cho em với. Anh chị ơi. Đáng đời, đúng là khinh thường người khác ắt sẽ bị trừng trị thôi. Còn bây giờ, hai người theo tôi lên đồn để giải quyết. Tôi đã bảo là không được rồi. Cô đi đi, nhanh. Anh làm ơn giúp tôi đi mà. Tôi có việc gấp, cần gặp cậu Tùng. Mày nghĩ mày là ai mà đâu gặp quản lý ở đây hả? Tôi với Tùng là chỗ bạn thân thiết với nhau lâu năm. Anh cứ yên tâm, cho tôi gặp cậu ấy đi mà. Này, chỗ này là chỗ làm việc, chứ không phải là chỗ hội tụ bạn bè nghe chưa. Muốn hội tụ bạn bè, đi ra chỗ khác mà hội tụ. Còn mày đứng đây nữa, thì đừng có rách tao. Tôi xin anh mà, chỉ có anh mới giúp được tôi thôi. Xin xỏ cái gì? Biến, nhanh. Anh ơi, tôi còn 50.000, anh cầm lấy mua cà phê, rồi cho tôi gặp cậu Tùng được không? Này, bây giờ lấy tiền ra xin xỏ tôi đút lót tôi nữa hả? Không có đâu nha. Thôi biến đi, nhanh. Trúc, có chuyện gì vậy? Phương, cậu mới về đấy à? Tôi vừa mới về. Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện là... Không sao đâu, cậu cứ nói cho tớ biết đi. Xem tớ có giúp được gì không. Chuyện là đợt vừa rồi, tớ có nộp học phí cho con bé nhà tớ vào trường của Tùng học. Mà ông bà nội lại muốn con bé lên thị trấn để học. Tớ qua nói khó để xin lại tiền học phí. Vậy mà Tùng không cho, lại còn lảng tránh, không muốn gặp mặt tớ nữa. Thằng Tùng này cũng quá đáng thật. Thôi rồi, để tớ qua nói chuyện với nó. Thôi đi Vương. Tùng bây giờ khác quá nhiều rồi, không còn là bạn của mình ngày xưa nữa đâu. Khác cái gì, cứ đi theo tôi. Đi. Sao? Cái gì nữa? Chúng mày tìm ai? Anh có thể cho tôi gặp Tùng được không? Tùng á? Tao đã lỡ chúng mày rồi. Anh Tùng anh không có ở đây. Và anh Tùng không muốn gặp loại người như chúng mày. Tôi không đồng ý với câu nói của anh. Thứ nhất, tôi có thể là phụ huynh của các bé ở trong này. Và thứ hai, tôi còn là bạn của cậu ấy nữa. Chả sao cả. Với lại anh Tùng á, anh chả bao giờ quen một con nghèo hèn như mày. Với lại một thằng nhiều chuyện như mày đâu, nghe chưa? Thôi đi Vương, mình về đi. Chuyện này để tớ giải quyết sau. Tôi thật không ngờ một cơ sở có giáo dục như vậy lại sinh ra một người không có giáo dục như anh. Cái gì? Mày đang đá điểu tôi nè. Mày có tin tao vả vỡ mồm mày không? Thôi, mình đi về đi. Tôi chưa nói xong mà. Tớ bảo đi về. Này, mày đừng để tao thấy mặt mày nữa nha. Lắm chuyện không mà. Cậu yên tâm đi, chuyện này rồi cũng sẽ được giải quyết thôi. Tớ cũng hy vọng là như vậy. Tớ cảm ơn cậu nhiều nhá. Tớ đã giúp gì được cho cậu đâu mà cảm ơn. Mà tớ thấy người đó họ quá đáng thật. Cậu đi lâu chưa về quê nên không biết đấy. Chứ ở vùng này, anh em nhà Tùng là có tiếng, không ai dám đụng đến đâu. Có quyền lực và địa vị có lớn đến đâu thì cũng phải chịu. Tớ biết là như thế. Tớ biết là cậu muốn giúp tớ. Nhưng mà chuyện này làm lớn lên thì cũng không hay đâu. Dù sao cũng là người làng người nước với nhau cả. Thôi được rồi. Ngày xưa tớ và nó là bạn thân với nhau. Để tớ gặp nó, tớ sẽ nói chuyện này thay cậu. Thôi, tớ về trước đây. Có việc gì cần phụ ý, thì cứ nói với tớ nhá. Được rồi, cậu về đi. Vương đây à? Về khi nào đấy? Tùng à, tôi mới về hồi sáng. Tôi đang định chút nữa đi tìm cậu đây. Mà này, tao bảo thật, mày bớt lo chuyện bao đồng đi được không? Sao cậu nghĩ đây là chuyện bao đồng? Trúc là bạn của tôi và cậu cơ mà. Bạn với bè cái gì? Nó chỉ là một con quá chồng nghèo kiết xác như mày thôi. Tôi không đồng ý với câu nói vừa rồi của cậu. Chẳng phải trước kia cậu là người đã từng theo đuổi Trúc hay sao?
Đấy là quá khứ rồi. Mà tao cũng nói luôn cho mày biết, bây giờ tao giàu nhất ở cái huyện này rồi. Vợ đẹp con khôn, tiền tỷ tiêu, mà có khi tiêu cả đời cũng không hết đấy chứ. Vậy có một số tiền nhỏ của bạn mình cũng cố tình chiếm đoạt, mày có thấy quá đáng hay không? Tao chả thấy có gì là quá đáng cả. Mà đáng ra ấy, tao cũng muốn nói chuyện với mày nhiều hơn, mà có khi giúp đỡ mày thoát khỏi cảnh nghèo này đấy. Nhưng bây giờ tao nghĩ chắc là không được rồi. Tôi chỉ làm những việc gì tôi cho là đúng thôi. Còn cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi không cần. Đã nghèo lại còn bày đặt thanh cao, để tao xem mày sống như vậy đến bao giờ. Tôi nghèo nhưng tôi thật, còn hơn cậu mang những vật chất trên người mà làm gánh nặng cho người khác. Vật chất đấy mày chắc không có đâu. Tùng à, cậu đã quá khác trước rồi. Chào nhá, tao thất bại. Tùng, cậu đến chơi đấy à? Chơi bời cái gì? Mà tao nghe nói mày nói chuyện với thằng Vương xong qua chỗ tao phá đúng không? Bọn tớ có phá phách cái gì đâu. Mà anh Thịnh anh ấy... Thằng Thịnh nó làm như thế là đúng rồi. Mà nó không ngăn cản mày, mày định phá thêm mà đúng không? Chúng tớ không có. Mà Tùng này, chuyện hôm trước đấy, cái tiền đấy không lấy được nữa đâu. Mày hoảng hốt cái gì? Mà tao nói này, cái tiền đấy bên ban cán sự đã mua dụng cụ học tập, mua thêm suất ăn cho nhân viên nữa rồi, cho nên không lấy được nữa đâu nhá. Nhưng mà con tớ đã đi học đâu? Đấy là chuyện của nhà mày. Mà tao nói nhá, nhà mày như thế này đừng mơ mộng cao sang nữa. Tớ không có dám. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Tốt nhất là yên phận của mình đi nhá. Nhưng mà cậu phải giúp tớ lấy lại tiền chứ. Xem như là cậu nể tình bạn bè mà giúp đỡ hoàn cảnh gia đình tớ đi. Bạn bè cái gì? Tao đã nói rồi, tao không bạn bè của loại mày. Mà ngày xưa mày lấy tao đi thì bây giờ có phải đỡ một chút đường tranh và một trái tim cô đơn hẩm hiu như thế này đâu. Tôi sẽ kiện các người. Tao nói cho mày biết này, tốt nhất là quên cái chuyện đấy đi. Cái loại thân phận thấp kém như mày ấy thì làm sao mà đủ để soi bọn tao. Những người bây giờ như bọn tao ấy, có chức có quyền thì mới được lên tiếng thôi, còn cái loại như mày ấy, thì không nhá. Các người đúng là đồ ác nhân thất đức mà. Im mồm lại, ngậm lại nhá. Nếu mà mày còn làm lớn chuyện lên thì mày, cái gia đình mày, cả cả con bé nhà mày nó không yên đâu. Tao nói là tao làm đấy. Sao vậy? Vương đây à? Tớ không sao. Có phải thằng Tùng nó qua đây đe dọa cậu phải không? Không phải đâu. Tớ chỉ buồn chuyện khác thôi. Đến nước này rồi mà cậu còn bao che cho nó được à? Bây giờ cậu nói ra thì cũng có giải quyết được chuyện gì đâu. Thôi, để tớ xem như là chưa có chuyện gì xảy ra. Sao lại như vậy được? Đấy chính là lẽ phải, là tiền bạc, là công sức đấy. Cậu cứ bỏ qua cho nó như vậy là tiếp tay cho nó còn gì. Không bỏ qua thì cũng có làm gì được người ta đâu. Tớ sẽ thay cậu giải quyết chuyện này. Đừng, cậu đừng làm vậy. Đừng làm những việc mà đã biết trước kết quả rồi, không khéo lại có liên lụy đến cậu nữa đấy. Tớ không sợ. Nếu chỉ vì có chút tiền bạc và địa vị xã hội mà coi thường chà đạp người khác thì tớ không sợ đâu. Vương! Anh về khi nào mà không báo em để em chuẩn bị trước? Tôi thấy trên công ty báo về là hôm nay chủ tịch về quê có việc nên tôi mới về đây để tiện lấy lòng sau này. Chủ tịch về quê anh? Nhưng mà sao lại về đây hả anh?
anh ta sinh ra ở làng này mà. Thế thì phúc quần quá. Mà anh này, lúc nào anh gặp chủ tịch cho em theo với nhá. Thôi được rồi, vậy thì tối nay làm tài xế cho anh đi. Dạ vâng, sẵn sàng luôn ạ. Tùng, sao mày làm như vậy hả? Này, sao mày vẫn chưa hiểu chuyện à? Cái tao hiểu ấy, mày là một thằng vong ơn bội nghĩa, vì tiền mà bán rẻ lương tâm và bạn bè. Lương tâm à? Tình bạn nó có làm ra tiền được không? Mà này, tao đếch cần cái thứ tình bạn của chúng mày nhá. Mày điên thật rồi. Nếu mày vẫn còn thái độ như vậy nữa thì tao và mày sẽ gặp nhau trước tòa. Tòa? Mày đòi kiện tao á? Bằng chứng đâu? Trúc sẽ là nhân chứng sống, cũng như là người bị hại. Tao nói cho mày biết này, ở cái huyện này tao giết một người cũng như giết một con kiến thôi. Mày nên nhớ. Mày đừng tưởng có tiền muốn làm gì thì làm. Xã hội bây giờ công bằng lắm. Xã hội bây giờ cho tiền có quyền thôi. Lũ dân đen chúng mày. Chủ tịch, sao lại là anh ạ? Giám đốc Đạt. Anh Đạt, sao lại ra Im! Đây là chủ tịch công ty anh đấy. Hóa ra cậu chính là người đứng đằng sau để bao che cho những tội ác của hắn gây ra. Anh, em không làm gì hết ạ. Anh đừng hiểu lầm ạ. Hiểu nhầm à? Đúng, xã hội bây giờ chỉ có tiền và quyền. Nhưng cậu đừng quên, công lý có mặt ở khắp mọi nơi. Còn cậu Tùng, cậu ý anh mình làm lớn, gia tài có nhiều tiền mà đi khinh thường và chà đạp người khác. Phương này, tôi xin lỗi. À, tôi sẽ trả tiền cho Trúc lại mà. Đúng, cậu sẽ phải làm như vậy. Bởi vì cậu là người gây ra thì cậu sẽ phải là người khắc phục hậu quả. Nhưng hôm nay tôi sẽ gỡ cái ô của cậu xuống để xem cậu còn hoành hành được nữa không. Chủ tịch, sao lại có thể? Ngày mai cậu lên công ty nhận quyết định thôi việc đi. Tôi không muốn có một giám đốc như vậy nữa. Chào hai người. Chủ tịch. Người này làm sao hả anh? Không biết kế hoạch của chúng ta có thành công không anh nhở? Thành công chứ sao không thành công được. Tặng mắt anh chứng kiến đó. Thằng Vương nó trừng trị anh em nhà thằng Tùng mà. Thấy mà hả dạ ghê luôn á. Vậy là bước đầu tiên đã thành công. Tiếp tục bước thứ hai. Cái gì? Còn bước thứ hai nữa hả? Anh tưởng trả thù như vậy là xong rồi chứ. Anh có muốn ngồi vào vị trí của Lão Đức không? Thì cũng muốn. Nhưng mà anh mới học xong có khai à. Với lại anh đâu có kinh nghiệm đâu. Với lại thằng Vương chắc gì nó cho anh làm. Anh yên tâm đi, sau vụ này thằng Vương sẽ thấy tương tình cho hoàn cảnh của em mà cho em vào công ty làm việc. Lúc đấy em sẽ từng bước thâu tóm công ty của nó. Việc của anh chỉ việc lấy lòng tin của nó thôi. Công nhận em tính sâu xa thật đó. Người không vì mình thì trời tru đất diệt anh à. Chúc ơi, tớ về rồi đấy. Vương, cậu đến chơi đấy à? Anh Thịnh, anh còn tới đây làm gì vậy? Vương à, không phải như cậu nghĩ đâu. Anh ấy sang đây là để xin lỗi tớ đấy. Tất cả mọi việc anh ấy làm đều do anh Tùng xúi giục thôi. Đúng vậy đó. Thật sự tôi không muốn làm vậy với Trúc đâu. Nhưng mà tôi không làm á thì bọn nó đuổi việc tôi á. Nếu anh và Trúc đã nói như vậy rồi thì thôi, thì tôi khuyên anh đừng nên tiếp tay cho người xấu để làm việc ác. Rồi cuối cùng cũng sẽ nhận lại hậu quả mà thôi. Dạ. À, trong thẻ này cũng có một ít tiền mà anh em trong cơ sở đó góp lại để ủng hộ số tiền của Trúc bị mất. Coi như là đền bù lại đó. Trúc cầm lấy nha. Tôi cảm ơn nhé. Anh yên tâm đi, việc này đã được tôi giải quyết rồi. Tùng sẽ trả lại tiền cho Trúc. Vương, cậu nói thật đấy à? Tớ không nghe nhầm đấy chứ? Cậu không nghe nhầm đâu. Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà... tôi thấy cuộc sống của cậu ở dưới này còn nhiều khó khăn. Hay là cậu lên thành phố để làm với tôi đi. Tớ nghĩ là không ổn lắm. Tại vì công ty của cậu mà trình độ học vấn của tớ thì tớ sợ không làm được. Cậu yên tâm đi, về kỹ thuật chuyên môn sẽ có người đào tạo cho cậu. Vậy thì tốt quá rồi. Tớ thật là biết ơn vì có một người bạn như cậu. Còn anh Thịnh, tôi nghe nói trước kia anh từng làm giám đốc của một công ty. Hiện
hiện tại thì tôi đang thiếu một giám đốc khu vực. Anh có muốn thử sức mình hay không? Được như vậy thì tốt quá. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin tưởng của anh. Đúng như vậy rồi. Và cả tôi cũng vậy. Tôi nghĩ màn kịch hạ màn được rồi. Vương, cậu đang nói cái gì đấy? Các người đừng có giả vờ nữa. Tôi đã nghe được câu chuyện của hai người nói rồi. Tôi thật không ngờ hai người còn thâm độc hơn cả anh em nhà Tùng. Vương, anh nói cái gì? Tôi không hiểu. Hay là anh nghe anh em nhà thằng Tùng nói xấu gì bọn tôi đúng không? Nói xấu à? Hai người đừng tự biên tự diễn nữa. Kế hoạch của hai người đã bị lộ rồi. Vãi thưa không che được mắt thánh đâu. Tôi thật không ngờ tôi mang công sức và thời gian của mình đi để giúp đỡ cho hai người. Nhưng thực chất tôi chỉ là con rối trong một âm mưu lớn hơn của hai người mà thôi. Được rồi. Bây giờ cậu cũng đã biết chuyện rồi. Tôi cũng không vòng vo làm gì nữa. Thật ra ấy, tôi cũng không muốn làm chuyện này đâu. Tôi biết cậu là người tốt thật. Nhưng mà ai bảo cậu tin người làm gì? Cậu sai rồi. Người nhận ra bài học là cậu mới đúng. Cậu đã đánh mất đi một tình bạn. Một người đã luôn tin tưởng và giúp đỡ cậu rồi đấy. Tôi chẳng sai cái gì cả. Tất cả là tại các người. Các người dồn tôi vào bước đường cùng đấy. Tôi biết. Mỗi người có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Nhưng để mặc cho nó diễn ra như vậy thì đều là tại mình thôi. Cậu hãy suy ngẫm về những hành động của mình đi. Còn bây giờ, chào hai người. Đi chân bò, cầm cây roi thật to. Bò không đi tạ, quật ít bò. Đứa nào? Đứa nào quất bằng mông bà đấy? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu mà. Không cố ý à? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu mà. Thôi, tha cho tôi đi cô. Trúc này, nếu không vì cái vụ đấy, có khi anh với em sẽ không quen nhau đâu nhỉ? Ngày đó, anh trẻ trâu thật đấy. Không hiểu sao em lại yêu anh nữa. Chắc là do bản tính mặt dày của anh. Mãi mới tán được em cơ mà. Cái anh này, bây giờ lớn rồi mà không nói chuyện đàng hoàng đi. Mà thôi, đến chỗ làm của em rồi. Em vào làm đây. Chút nữa anh đón em nha. Chú Tần ạ, chúng ta đi thôi. Dạ. Này, bị điên à? Hát vơ va vơ vẩn. Cắm sừng ai thì cắm chứ đừng cắm sừng em anh nhé. Anh làm sao đấy? Em hát thì liên quan gì đến anh? Này, hiện tại anh là người yêu em. Em hát thế khác gì em bảo anh cắm sừng em? Em thích thì em hát thế thôi. Làm sao anh có thể xoắn hết cả lên như thế nhỉ? Dạ, nước của hai anh chị đây ạ. Ừ. Này! Hả? Em làm gì nhìn người ta chằm thế? Tự nhiên cho người ta làm việc không? Anh có thấy cô ta nhìn rất là quen không? Em thấy giống con Trúc lắm. Trúc? Trúc nào? Anh quen nhiều Trúc lắm, không nhớ được. Cái anh này, cái Trúc mà học cùng mình năm cấp 3 ấy. Ngày xưa nó chả được học sinh giỏi cấp tỉnh còn gì nữa. À, anh nhớ rồi. Em thông cảm. Ngày xưa đi học, anh toàn chơi với những đứa dốt thôi. Những đứa giỏi chưa bao giờ đâu mà nhớ. Thì đấy, em tưởng nó phải giỏi thế nào. Bây giờ cũng chỉ đi làm phục vụ, không như hai đứa mình là nhân viên ở công ty Vivu cơ mà. Thì đấy, ngày xưa ông bà già mình cứ khen con nhà ta học giỏi. Đấy, học giỏi bây giờ chỉ đi làm phục vụ thôi. Em phải cười nhạo nó cho bọ ghét mới được. Đúng rồi, em sẽ tổ chức họp lớp để những đứa trong lớp đến cười vào mặt nó. Thế được không? Sao lại không được? Ngày xưa nhiều đứa trong lớp ghét nó lắm đấy. Anh ngồi đây đi, đợi em một lát. Trúc! Trúc ơi! Cô là...
tớ là Phương đây. Sao mới có 5 năm mà cậu đã quên bạn cũ nhanh thế? Trời ạ, Phương đây à? Lâu lắm rồi không gặp, nhìn cậu xinh quá nên tớ không nhận ra. Mà cậu làm ở đây đã lâu chưa? Sao giờ lại... À, đây là quán cà phê... Trúc, tớ Đạt đây, cậu có nhớ tớ không? À, sắp tới bọn tớ có tổ chức họp lớp, cậu nhớ đến tham dự nhá. Được, nhất định tớ sẽ tới. Mà thời gian địa điểm ở đâu hả cậu? Tớ định tổ chức ở đây, quán cà phê ở đây vừa đẹp lại vừa mát nữa, đồ uống cũng ngon, có được không? Được mà. Thôi, các cậu ngồi uống nước đi nhá, tớ phải đi dọn đây. Cái căn trúc này đúng là ngu thật đấy. Mình đã cố tình tổ chức buổi họp lớp để cười nhạo nó, vậy mà nó vui như kiểu vớ được vàng ấy nhở? Đúng, chính xác là như vậy rồi còn gì nữa. Mà này, xe máy của anh đâu rồi? Sao để em bưu hộ như này? Thôi chết rồi, anh để quên ngoài quán cà phê rồi. Bảo sao thế, thu thiếu cái gì? Cái đồ ngu này nữa, quay lại lấy nhanh lên. Đấy. Nhanh lên. Đấy. Đúng là đồ ngu mà. Tôi xin lỗi nhá, cô có sao không? Em không sao. Anh đẹp trai quá. Cô nói cái gì vậy? À không, chỉ là em hơi sợ thôi ạ. Lần sau cô ra đường nhớ chú ý nhá. Cô làm như vậy là nguy hiểm lắm cô biết không? Vâng, em xin lỗi. Mà ngoài đường đông người như này, em lại vô tình va mỗ phải xe anh. Chúng ta có duyên thật đấy. Hay là anh cho em xin số điện thoại đi. Nhưng mà... Em đau đầu quá, chắc là phải đi kiểm tra mất thôi. Thôi rồi, đây là danh thiếp của tôi. Cô cứ đi kiểm tra đi, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả. Vâng. Được rồi, chào cô. Đúng là hay không bằng hên mà. Tự nhiên lại vớ được thằng chủ tịch. Em sẽ không để anh thoát khỏi tay của em đâu. Xe đây rồi, lên xe đi em ơi. Sao tự nhiên nhìn mặt anh em ghét thế nhở? Đúng là hàng ngoại và tốt hơn hàng nội mà. Em nói cái gì đấy? Chả có gì cả. Tình hình quán hoạt động cũng tốt anh ạ. Thì tốt rồi. Sao đây anh? Sao anh lại không nghe máy? Có điều em không biết. Hôm trước anh có va chạm với một cô gái. Chính vì vậy cô ta thường xuyên lợi dụng anh để gọi điện, để tán tính, nhưng mà anh... Chắc là cô ấy thấy anh đẹp trai quá, cho nên là muốn gọi điện làm phiền nhớ nhung một chút đi mà. Mà anh này, sắp tới em có buổi họp lớp đấy, anh tham dự cùng em nhá. Tuân lệnh vợ. Thôi, mình vào quán đi. Hóa ra là hai người họ yêu nhau. Tại sao trai tốt trên đời lại bị hút hết rồi nhỉ? Không được, mình phải nghĩ cách khiến cho hai người họ chia tay. Vậy thì anh Vương sẽ là của mình. Anh Vương đúng là tâm lý thật đấy, lại còn mua váy xinh cho mình thì mình đi học lớp đó. Chúc. Phương, tớ đến để thông báo cho cậu, lịch họp lớp đã bị đổi rồi. Sớm hơn dự kiến khoảng 2 tiếng đấy. Cậu nhớ chuẩn bị cho kỹ nhá, không lại bạn bè cười vào mặt cho đấy. Tớ biết rồi. Váy cậu mới mua đấy à? Đẹp thật đấy. Mà thôi, tớ đi trước đây, cậu chuẩn bị đi nhá. Phu nhân. Cậu này, cậu làm tôi giật cả mình. Tôi đã dặn cậu rồi, không được gọi tôi là phu nhân cơ mà, gọi tên tôi là được rồi. Vậy sao được, chị đó là vợ của anh Vương, mà anh Vương là chủ tịch nữa, mà đáng lý ra phải gọi là phu nhân chủ tịch mới đúng chứ.
Tôi bảo sao thì cứ gọi như vậy đi. Mà cậu tìm tôi có việc gì? Thì anh Vương á, anh bảo em qua đây để phụ chị dọn dẹp đây kia. Rồi chị có đi trang điểm rồi ăn mặc cho lộng lẫy đi để đi học lớp. Chị đi đi, để em dọn cho. Được, vậy thì tất cả nhờ vào cậu nhé. Dạ. Trúc. Trúc. Mình nhờ cậu một tí được không? Xe mình để ngoài kia, cậu dắt vào bãi giúp mình được không? Dạ để em ạ. Khoan đã, chỉ có Trúc mới biết xe tôi để chỗ nào thôi, cậu đừng có mà nhiều chuyện. Thôi được rồi, để chị đi cho. Em cứ dọn đi. Dạ vâng ạ. Cái gì vậy chị? Em có thấy cái váy chị để đây đâu không? Không, nãy giờ em ngồi đây làm gì có thấy đâu. Rõ ràng là chị để đây mà. Sắp tới giờ chị đi học lớp hết rồi, bây giờ lấy gì mà mặc đây? Thôi được rồi, để em gọi cho anh Vương, anh mang váy đến cho chị. Anh cũng đang trên đường tới đây đó. Không biết là có kịp không nữa. Tớ và Đạt muốn tổ chức học lớp tại quán này bởi vì có một nhân vật rất đặc biệt đấy. Cô ấy làm việc ở đây. Phải, mày biết là ai không? Là con Trúc đấy. Đảm bảo khi gặp mày sẽ bất ngờ. Kìa Trúc, sao cậu vào muộn thế? Mọi người đến hết rồi đây này. Chào mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây là Trúc, học sinh giỏi của lớp mình đấy. Cô ấy đang là phục vụ ở đây. Thôi, tớ có việc phải đi trước đây. Ơ kìa, cậu bận đến mức không đứng đây nói chuyện được với mọi người hay sao? À, chết, tôi quên mất. Cậu làm phục vụ, mà đã làm phục vụ thì làm gì có thời gian. Thôi, bỏ lên menu cho mọi người đi, nhanh lên. Hôm nay tớ không làm. Hóa ra là vậy. Này, cậu đừng bảo với tôi là cậu không có tiền để mua một bộ quần áo tử tế để đi họp lớp nhá. Trúc, em làm sao vậy? Các bạn cười nhặng thì thấy em mặc đồ như thế này. Được rồi, anh hiểu rồi. Anh có mang váy cho em đi, em đi thay đồ đi. Em không muốn vào trong đấy nữa đâu. Vào đấy rồi mọi người lại cười nhặng em tiếp đấy. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Cứ đi thay đổi đi, anh sẽ lấy lại công bằng cho em. Đi. Tôi gọi đồ đi. Mọi người chờ mình một lát nhé. Mặt cũng dày lắm. Mà cũng đúng thôi, mặt dày như vậy thì mới đi cua trai được chứ. Cậu đang nói cái gì đấy? Tớ không hiểu. Không hiểu hay cố tình không hiểu cũng được. Loại người như cậu thì biết liêm sỉ là gì chứ. Đã làm phục vụ rồi mà lại còn dụ dỗ được chủ tịch công ty SVM. Đúng là cái đồ hồ ly. Này, Phương Anh, tớ đến đây là để nói chuyện lịch sự với cậu, là vì tôn trọng tình bạn của chúng ta. Cậu đừng có mà mỉa mai tớ như thế. Trong này là 20 triệu. Tôi cho cậu để tránh xa anh Vương đây. Tôi hiểu rồi. Hóa ra người đụng xe với anh Vương chính là cậu. Bây giờ cậu lại còn định dùng số tiền này để mua chuộc tôi à? Phải. Loại người như cậu thì làm sao có được anh ấy chứ. Chỉ có tôi, tôi mới xứng với anh Vương mà thôi. Nhưng mà anh Vương không yêu cậu. Tôi có cách để cho anh ấy yêu tôi. Chỉ cần cậu nói có hay không mà thôi. Tôi không đồng ý. Tôi yêu anh Vương, tại sao tôi phải nhường anh ấy cho cô? Huống hồ gì cô đã có người yêu rồi. Mày rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt chứ gì. Thế thì mày đừng có trách tao. Hoàn đã. Cậu làm gì đấy? Ủa Phương, cô làm gì người yêu tôi vậy? Anh Vương, em không cố ý đâu. Trúc quá đáng lắm, cô ấy đánh chửi em trước nên em định phản kháng lại thôi. Phương, cậu đừng có mà quá đáng nhá. Cậu thật quá đáng.
cậu ngoại tình với anh Đạt sau lưng anh Vương, lại còn ép tôi giữ bí mật nữa. Cậu mới là người nói láo đấy. Anh Đạt là sao? Anh Đạt là bạn cũ của Trúc. Bọn em đến đây đặt bàn để tổ chức buổi họp lớp. Trúc thấy anh Đạt đẹp trai nên mới định ngoại tình sau lưng anh đấy. Không thể nào. Trúc là người như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Cô ấy không bao giờ phản bội tôi được. Em nói thật, em lấy cả sự nghiệp của em ra để thề. Vì em yêu anh thật lòng nên em không muốn nhìn Trúc lừa dối sau lưng anh như vậy. Phương! Đủ rồi đấy. Anh làm cái gì đấy? Anh bị điên à? Cô thôi cho nói láo đi. Cô làm tất cả mọi chuyện để cướp người yêu của Trúc. Cô thật khốn nạn đấy. Em... Chính cô! Chính cô là người giấu váy của Trúc. Chính cô làm vậy để cho Trúc vẽ mặt. Tôi tưởng mọi chuyện thế là xong. Nhưng vì cướp người yêu của Trúc, cô có thể làm tất cả mọi chuyện. Không phải như thế đâu. Nếu tôi không đi theo cô ấy thì tôi đã không biết cô ấy cắm sừng tôi thế nào rồi. Hóa ra mà em cắm sừng ai thì cắm, chứ đừng cắm sừng em, là tặng tôi đúng không? Không phải, mà là... Tôi yêu cô. Tôi xin việc cho cô ở công ty. Nhưng không, cô có mời nơi cũ. Thôi, từ bây giờ cô cút ra khỏi công ty của tôi. Và cút khỏi cuộc đời tôi đi. Anh Đạt, em xin lỗi. Anh đừng đuổi em à. Tôi xin lỗi. Nhân viên phục vụ vừa nãy đã nói về tôi rồi. Quán cà phê này là của cậu. Và cậu cũng là người yêu của chủ tịch Vương. Nhưng vì không muốn lộ thân phận, cậu luôn khiêm tốn và giản dị như vậy. Thật ra tôi không muốn chúng ta gặp nhau vì tiền bạc hay địa vị. Đơn giản chỉ là vì tình bạn giữa chúng ta thôi. Tôi hiểu rồi. Hai người sướng đôi lắm. Tôi xin phép, tôi đi trước. Khoan đã. Mình cũng đi thôi. Anh Phương. Có chuyện muốn báo cho anh đây. Anh cũng đang có chuyện muốn nói với em này. Thế thì anh nói trước đi. Dự án của công ty anh đã khởi động rồi. Có lẽ tuần sau anh sẽ về quê em ạ. Thế thì tốt quá rồi. Mà em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Em muốn nói với anh là em đã thuê được mặt bằng bên cạnh công ty của anh rồi đấy. Cái gì? Em đang đùa anh à? Em có đùa đâu. Nhìn mặt em giống đùa lắm mà. Em suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ mở quán ăn. Thứ nhất là được gần chồng. Thứ hai là sẽ được chăm sóc cho anh chu đáo hơn. Nhưng mà anh lại sợ em vất vả. Có gì đâu mà vất vả. Đấy là những gì mà em muốn mà. Nhưng... Không nhưng nhịn gì hết. Dù sao em cũng đã đóng xong 6 tháng tiền nhà rồi. Được rồi. Nhưng mà phải hứa với anh, không được làm việc quá sức được đấy. Em biết rồi. Thôi anh chuẩn bị đi làm đây. Chú quá. Tôi dân mày đi à? Dạ, anh gọi em gì ạ? Anh muốn ăn gì ạ? Anh gì ơi? Sao có chuyện vậy? Tôi hỏi là anh muốn ăn gì ạ? Anh muốn ăn em. Quán em có gì ăn không? Dạ, quán của em có phở. Phở nạm, phở tái, phở gân. Anh muốn ăn phở gì ạ? Món gì cũng được. Miễn ngon như em là được. Dạ, thế để em làm cho anh một bát đặc biệt nhé. Anh chờ em một chút ạ. Người gì đẹp gì đâu á. Đẹp từ dưới nước, đẹp tới lên bờ. Mà đẹp vậy mà đi gắn thở tiếc quá. Đúng là hồng nhan vật phận mà. Mà sẵn tiện mình cũng đang chán cơm, còn ấy mình bật đèn xanh luôn đi. Biết đâu em ấy lại đồng ý, mình được hút luôn cả nước phở nữa. Đây đây, của anh đây ạ. Chúc anh ăn ngon miệng. Anh vừa làm cái gì đấy hả? Tôi có làm gì đâu.
vừa nãy anh vừa... Cô nói chuyện vừa nãy hả? Chỉ là tôi thấy trên người cô dính bụi đấy, nên tôi phủi giùm thôi mà. Mà không cần cảm ơn tôi đâu. Anh... rõ ràng anh cố ý mà. Tôi đã bảo rồi, tôi chỉ vô tình thôi mà, tôi cố ý đâu. Mà có lỡ mạnh tay quá đó thì tôi xin lỗi nha. Làm gì mà căng quá vậy? Anh... cô bị điên à? Tại sao lại tặng nữa thôi? Tôi cũng chỉ là lỡ tay thôi mà, làm gì căng. Mày... mày giỏi lắm. Mày có tin á là tao san bằng luôn cái quán của mày không? Anh cứ việc làm. Anh thích san bằng hay là san lồi lõm là tùy anh. Nhưng mà trước khi anh làm ấy, tôi muốn nhắc cho anh một điều. Quán của tôi hơi nhỏ, nhưng mà vẫn có đủ tiền để lắp camera đấy. Camera full HD, rõ mặt từng người. Chỉ cần tôi đăng lên mạng xã hội thôi, thì chắc là người thân, bạn bè của anh chắc bất ngờ với anh lắm nhở. Mày dám? Bỏ cái ngón tay dơ bẩn của anh xuống đi. Nếu như anh không muốn, 2 phút nữa chiếc clip của anh sẽ xuất hiện trên mạng. À, thì chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm à? Thôi được rồi, vậy thì bây giờ anh cho tôi vỗ mông lại đi, tôi sẽ tha thứ cho anh. Vậy mà không nói sớm, tưởng chuyện gì lớn lao lắm. Vậy mà không nói sớm. Nè, vỗ đi. Cô, tôi chỉ hơi lỡ chân một chút thôi, chân tôi hơi mạnh, tôi xin lỗi nhá. Còn bây giờ ấy thì mời anh cút ra khỏi quán của tôi. Chuyện này chưa xong đâu, cô đợi đấy. Em chào chủ tịch ạ. Hai người đến rồi à? Tôi đang có chuyện muốn nhờ hai người đây. Dạ. Chuyện gì mà? Sau giờ trưa hôm nay, tôi muốn mọi người thông báo với toàn thể anh em trong công ty. Trưa nay, tôi sẽ mời mọi người đi ăn. Hôm nay nhân dịp gì mà chủ tịch mời tất cả mọi người đi ăn vậy ạ? Cũng chẳng có dịp gì đâu. Vợ tôi muốn mở quán ăn nhỏ, muốn mời tất cả mọi người đến đồ ủng hộ thôi mà. Chủ tịch cứ khiêm tốn không à? Vợ chủ tịch á là phải mở nhà hàng 5 sao, chứ tại sao lại mở nhà hàng nhỏ được? Chủ tịch cứ đùa không? Đúng rồi đấy ạ, chủ tịch giàu có như thế thì làm sao vợ chủ tịch lại mở quán ăn nhỏ được ạ? Tôi nói thật đấy, không có đùa đâu. Tại vì tôi mới chuyển về đây công tác, còn vợ tôi thì cũng có nhiều thời gian rảnh, nên tôi và vợ tôi mới nghĩ ra chuyện này đấy. Đúng là không rừng mỡ, sướng mà không biết đường sướng. Cô Phương, cô vừa nói gì vậy? À, em bảo là chủ tịch có vợ nấu ăn ngon thế là nhất rồi đấy ạ. Dạ đúng rồi đấy, vợ chủ tịch giàu thế mà còn mở quán ăn kiếm tiền nữa. Vợ chủ tịch đúng là số 1. Được rồi, tôi nhờ hai người chuyện này đấy. Bây giờ hai người về làm việc đi. Dạ, vâng ạ. Chủ tịch cứ để em lo chuyện này ạ. Em xin phép. Dạ. Đi nào. Anh đứng lại đấy. Tại sao mông anh lại có dấu chân đấy kìa? Đâu? Nó phủ sạch rồi mà ta. Dấu chân này chắc chắn là của con gái. Anh khai thật đi, đấy là con nào? Anh làm gì mà để nó in dấu chân lên mông anh như vậy? Anh có làm gì đâu. Anh tưởng tôi ngu chắc? Dấu chân rõ ràng thế kia. Anh đừng có nói là vô tình chạm vào đấy nhá. Anh mà không giải thích rõ ràng thì anh chết với tôi. Thì chuyện là như thế này. Cái gì cơ? Đầu đuôi nãy giờ là như vậy đấy. Con bé đấy gạ gẫm sờ mông anh không được thì quay sang đạp anh á. Anh có lừa tôi không đấy? Đúng rồi, anh làm gì có lừa em chứ. Em nhìn đi, anh đẹp trai phong độ như thế này, giống như các oppa Hàn Quốc vậy mà. Ra đường con nào nó chả thèm. Cái con này ăn phải thuốc liều rồi nên mới dám làm thế đúng không? Hổ không gầm, chó tưởng rừng xanh không chủ đấy à. Đi, anh ra anh chỉ nó cho coi. Đi, anh chỉ mặt nó cho tôi. Chắc là phải gọi điện báo cho ghế mới được.
chứ không đột ngột nhiều khách quá làm không xuể. Làm gì mà không nghe máy nhỉ? Bình thường mình gọi là nghe ngay mà. Mà thôi, mình phải gặp trực tiếp để báo cho cô ấy mới được. Chào quý khách ạ. Là nó đúng không? Đúng rồi, là nó đấy. Là anh. Cái tát này là còn nhẹ đấy. Đáng ra tao định úp cả bát phở nóng vào mặt mày cơ. Cái loại như mày ấy chỉ phù hợp với thứ cơm thừa canh cặn thôi. Cái loại chuyên đi rình mò, giật chồng người khác. Cô đó làm cái trò gì đấy hả? Mày còn dám mở mồm ra hỏi tao làm trò gì à? Cái loại mặt dày như đó thì sao mày không dám hỏi chứ? Anh lại muốn đến đây gây sự nữa sao? Hay là cái đạp lúc nãy đối với anh còn nhẹ quá? Đấy, em nghe chưa? Chính miệng nó nói là nó đạp anh rồi đấy. Mày cũng to gan lắm. Dám đạp chồng tao mà còn mạnh mồm như thế à? Có tin tao đập nát cái quán này ra luôn không? Hai người đúng là cá mè một lứa cả nhở. Cứ hễ mở miệng ra ấy là đòi săn bằng đập quán người khác. Cái loại như mày đó, tao săn bằng quán lại còn nhẹ đấy. Tao đập luôn cái mày cơ. Làm sao mà tha cho nó dễ được. Cái loại như nó ấy, phải đập cho một trận rồi phá nát cái quán này ra. Như thế thì mới chừa cái thói tăm tia quyến rũ chồng người khác. Cô bảo cái gì? Cô bảo là tôi tăm tia quyến rũ chồng cô á? Mày còn định chối nữa à? Tôi không biết anh ta về nói gì với cô, nhưng mà tôi nói luôn cho cô biết này, cái loại người như chồng của cô ấy thì có đem vàng đến đây mời tôi thì tôi cũng không thèm đâu. Mày còn tôi đạp chồng cô ấy thì tôi thừa nhận, nhưng bởi vì anh ta sàm sỡ tôi cho nên tôi mới phải làm như vậy thôi. Anh sàm sỡ nó sao? Không không không, em đừng nghe nó nói. Nó nói từ miệng ra, không có bằng chứng gì cả. Nói miệng không có bằng chứng à? Anh còn định chối à? Hay là để tôi trích xuất camera ra để cho cô xem nhá. Cô về nhà anh chết với tôi. Mà như thế thì đã làm sao? Loại người như cô ấy suốt ngày chỉ sống qua ngày bằng việc bán vài bát phở, có gì mà cao sang làm giá chứ. Cô nói vậy là có ý gì? Rõ ràng chồng cô dở trò bại hoại với người khác, vậy mà cô còn ở đây lớn tiếng chửi mắng người khác à? Cô nhìn lại bản thân cô đi. Bán phở mắn mặc như này chả phải để quyến rũ đàn ông hay sao? Loại người như cô tôi còn lạ gì nữa. Chắc là mơ tưởng câu dẫn được anh nào giàu có để thoát khỏi kiếp lao động chân tay đúng không? Cho nên ý của cô là... Ý của tôi là cô thấy chồng tôi giàu có, thành đạt, cô mới cố tình quyến rũ anh ý. Để anh ý va phải cô rồi bày trò ăn vạ chứ gì. Đúng là hai vợ chồng nhà cô là cặp đôi cực phẩm xưa nay tôi hiếm gặp đấy. Tôi nói với cô luôn này, chồng cô ấy chỉ có cô mới xem là của báu thôi. Còn nếu mà để anh ta đi ra ngoài, tốt nhất là cô nên xích lại, đeo dọ mõm vào, kẻo sổng ra ấy lại làm hại người khác đấy. Cái gì? Mày nói tao là chó đấy à? Tôi đã nói đâu, đấy là anh nói đấy nhá. Còn làm gì nữa? Tất nhiên là dạy cho mày một bài học để mày biết người biết ta. Cho cái loại mày hiểu được ấy, đừng bao giờ mơ giàu sang, vứt bỏ hết liêm sỉ để quyến rũ đàn ông có vợ. Nhìn cô thì bình thường, nhưng có vẻ như khả năng nghe hiểu của cô có vấn đề nghiêm trọng đấy. Rõ ràng là chồng cô giở trò bại hoại với tôi, vậy mà cô cứ đứng ở đây la lối, đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi à? Bánh mì phải có 3T, đàn ông phải có máu dê trong người. Đàn ông mà dê là chuyện bình thường, vấn đề là tại mày lả lơi. Nên anh ấy mới hiểu nhầm và lấn tới, lỗi do mày, mày còn trách ai? Đúng là cô có vấn đề về khả năng nghe hiểu thật rồi. Hai vợ chồng nhà cô đúng là trời sinh một cặp, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đấy. Cái gì? Lúc này nó chửi bọn mình là chó, mà bây giờ nó chửi là trâu là ngựa đó kìa. Anh phải dạy cho nó một bài học mới được. Cái loại con này đến vả nát miệng nó ra xem nó còn láo nữa không. Mày... Con này dám không láo hả? Không cần cảm ơn tôi đâu, tôi chỉ giúp cô gột rửa lại cái nhân cách đạo đức thối nát của mình thôi. Con hỗn láo này, lúc sáng á thì mày hát với tao, bây giờ mày còn tát nước vợ tao nữa hả? Để dạy nó bài học. Thích làm gì vậy? Chủ tịch,
Tại sao anh lại ở đây? Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu đang định làm gì vậy? Chủ tịch, là do con bé này nó hất nước vào người em, thế nên chồng em tức quá mới đứng ra bênh vực đấy ạ. Dạ, đúng như vậy đó. Bênh vực hay là đánh người? Tôi thấy hành động của các người đang hành hung người khác đấy. Chủ tịch, anh mới đến nên có điều không biết ạ. Cái con bé này làm ăn buôn bán thì không lo, chỉ suốt ngày nghĩ việc câu dẫn chồng người khác. Em mới định đến đây nói chuyện phải trái với nó đấy ạ. Mà không những nó không chịu nghe lại còn già mồm nữa. Em vừa nói xong nó đã hất cả cốc nước vào mặt em rồi. Này cô kia, cô đổi trắng thay đen vừa vừa phải phải thôi. Chính cô... Bọn tao làm sao? Chẳng phải chính tay mẹ hất nước vào người tao hay sao? Bọn tao đã kịp làm gì mày đâu. Dạ, đúng rồi chủ tịch. Bọn em chưa làm gì hết á. Mà cô ấy đòi đánh bọn em rồi. Thế hai người muốn thế nào? Hay là hai người muốn tôi phải đứng yên để cho hai người hành hung và sỉ nhục người vô tội à? Tôi nói cho hai người biết này, tôi sẽ không để cho ai dễ dàng xúc phạm tôi một cách như vậy đâu. Đấy, chủ tịch nhìn xem, nó lại chửi bới bọn em nữa rồi. Chủ tịch xem, nó có hiền lành gì đâu. Hai người im đi. Vợ tôi là người như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Không mượn hai người phải chỉ dạy. Cái gì cơ? Vợ chủ tịch? Vợ chủ tịch bán quán ăn sao? Chết rồi. Sao lại trùng hợp như thế được ạ? Đây là nhân viên của anh à? Sao em chưa từng gặp bao giờ? Đây là nhân viên anh mới tuyển cho dự án ở dưới này. Em chưa gặp họ là phải. Thế thì em nghĩ anh phải xem lại nhân cách của nhân viên của mình rồi. Nhân viên nam thì dở trò sàm sỡ người khác giữa ban ngày, đã thế lại còn không hối lỗi. Còn nhân viên nữ thì ngang ngược, đổ lỗi cho người khác. Em thấy như thế này là không được đâu. Cô thích, cô dám sàm sỡ vợ tôi à? Dạ không, không, chỉ hiểu lầm thôi ạ. Này, anh không còn cách nào giải thích hợp lý hơn à? Camera nhà tôi đã ghi lại tất cả hình ảnh của anh. Hay là để tôi cho chồng tôi xem lại? Dạ, em xin lỗi chủ tịch, tại em bồng bột không nhận ra đây là vợ chủ tịch ạ. Theo như lời cô nói, nếu cậu không nhận ra vợ của tôi, vậy khi ra ngoài đường không phải vợ của tôi thì cậu còn làm gì nữa? Nhân cách của cậu cũng chó tha mất rồi à? Dạ, em xin lỗi ạ. Em lần sau em không dám nữa. Còn cô Phương, chồng của mình làm sai, cô không biết khuyên bảo mà còn ùa theo anh ta đến đây để sỉ nhục và hành hung người khác à? Không chỉ hành hung và sỉ nhục thôi đâu anh. Hai người bọn họ còn định săn bằng quán của em nữa đấy. Hai người... Chủ tịch, anh bỏ qua cho bọn em được không? Bọn em biết lỗi rồi ạ. Dạ, em xin hứa lần sau em không tái phạm như vậy nữa. Hai người thôi đi. Chuyện như vậy mà hai người nói xin lỗi là sao à? Nếu đây không phải là vợ tôi mà là một người kinh doanh bình thường thì hai người sẽ làm gì? Xí cho người khác, sảm sỡ hay là phá chỗ kinh doanh của người ta? Bọn em... Tôi thấy đạo đức của hai người không phù hợp với lối sống của công ty và xã hội. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hai người chính thức bị sa thải. Bây giờ các người đi về công ty, dọn hết đồ đạc cho tôi. Chủ tịch sa thải cả hai người thì bọn em biết sống như nào ạ? Dạ, thưa chủ tịch, chưa cho bọn em một con đường sống với ạ. Vậy khi hai người đến đây để phá chỗ kinh doanh của người khác, các người có nghĩ đến một ngày mình sẽ như vậy không? Bây giờ tôi không muốn thấy hai người xuất hiện ở quán của tôi nữa. Hai người về đi. Dạ, tôi xin phép. Em không sao chứ? Em không sao. Vợ của chủ tịch mà, làm sao để ai bắt nạt được chứ? Dạ anh ơi, tới công ty rồi. Sao hôm nay từ nhà tới công ty mà gần vậy? Dạ, chắc tại anh làm việc nhiều quá đó, nên anh lên xe anh ngủ một giấc không biết gì á. Chứ đoạn đường nó cũng vậy mà. Cái loại như mày ấy, la liếm như chó. Tiền của chồng tao không phải là giấy để mà bố thí cho mày. Mà đằng kia xảy ra chuyện gì vậy? Em cũng không rõ nữa. Không vay mượn gì mà lúc nào cũng bám theo để đòi. Mày nên nhớ, tin nhắn của mày tao đều lưu lại hết đấy. Tốt nhất mày đừng cắn xả. Để vài hôm nữa chồng tao sẽ bố thí cho. Chuyện này không liên quan gì đến cô. Anh Đạt còn chưa lên tiếng, cô lấy quyền gì mà lên tiếng làm phiền tôi? Níu kéo bon rút tiền của chồng tao mà mày định nghĩ tao để yên cho mày à? Đúng là con đàn bà điên. Vào đi. Dạ, chủ tịch cho gọi em ạ. Cô vẫn còn thản nhiên được như vậy à? Cô có biết tôi gọi cô vào đây có việc gì không? Dạ, em không biết ạ. Làm náo loạn cả công ty như vậy, có vấn đề chưa biết chuyện gì.
Dạ, chủ tịch nói vậy là sao ạ? Chủ tịch đã thấy hết rồi hay sao ạ? Cô biết chọn nơi để gây rối quá mà. Trước cổng công ty, người khác không muốn thấy thì cũng phải thấy thôi. Rằng co, cái lỗi trước cổng công ty, cô không nghĩ cái hình ảnh của công ty à? Dạ, em xin lỗi chủ tịch, em biết mình sai rồi. Nhưng mà tại vì em không ngờ cô ta lại tìm đến tận đây để gây rối ạ. Chuyện riêng tư của các người, tôi không muốn các vị mang đến công ty để giải quyết. Huống hồ, đây là một chuyện chẳng tốt đẹp gì. Cô muốn cho cả công ty biết chuyện này sao? Dạ, chủ tịch nói vậy là sao ạ? Em có chuyện gì xấu hổ mà phải giấu mọi người ạ? Cô là nhân viên lâu năm của chị nhánh này, đáng ra chuyện này phải để cho giám đốc giải quyết. Nhưng mà chỉ vì một câu nói của cô nên tôi mới gọi cô vào đây để giải quyết đấy. Dạ, chuyện này là sao ạ? Em chưa hiểu ạ. Cô là phụ nữ, đừng mong người đàn ông tiêu tiền vì mình. Bởi vì khi cô dùng những đồng tiền đấy sẽ trở lên áp lực, thậm chí là bị thiệt thòi và khinh thường đấy. Dạ, xin lỗi chủ tịch, nhưng mà chủ tịch đang nói chuyện gì đấy ạ? Em vẫn chưa hiểu ạ. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng hạnh phúc trên nỗi đau của người phụ nữ khác thì không nên đâu. Chủ tịch nói vậy là sao ạ? Chẳng lẽ chủ tịch nghĩ em đi giật chồng người khác hay sao? Giờ thì cô hết giả lai, thừa nhận rồi đấy. Chủ tịch à, oan cho em quá. Tất cả mọi chuyện không phải là như chủ tịch nghĩ đâu ạ. Vậy cô nghĩ như thế nào mới đúng? Dạ, chuyện thật ra là... Chuyện này cũng chẳng hay ho gì mà đi kể lể cho người ngoài biết. Thôi thì chịu phạt một tí rồi cũng qua chuyện thôi. Sao? Cô vẫn chưa tìm được lý do gì chính đáng à? Dạ, thưa chủ tịch, tại vì em không muốn chủ tịch phải đau đầu vì những chuyện không đau, nên chủ tịch không cần bận tâm đâu ạ. Người đàn bà như cô cũng xảo biện thật đấy. Dạ, xin lỗi chủ tịch, nhưng đây là chuyện riêng tư, chuyện cá nhân của gia đình em. Em không muốn nói ra, nói ra chỉ thêm xấu hổ thôi ạ. Cô còn đùa cợt được với tôi à? Rõ ràng người phụ nữ kia một mực đã nói cô làm tiền với chồng người ta, vậy mà cô vẫn còn cãi được. Loại người như cô không xứng đáng để nhắc đến từ gia đình. Cô đi ra ngoài đi. Dạ, em xin phép ạ. Tự nhiên em đi kiếm nó nói chuyện làm cái gì, xong giờ về chút bực tức lên người anh. Thật là bất công mà. Thì bao nhiêu lần em bảo anh gặp nó để giải quyết cho xong chuyện Tiền Long đi, anh cứ khất mãi. Em phải ra mặt chứ còn gì nữa. Thì anh có nói cái gì đâu, nhưng mà em về, em đừng có anh gánh bước dọc dùm người ta. Là vậy đấy. Muốn em không cần nhằn nữa thì anh giải quyết dứt điểm với con Trúc đi. Em không có thời gian để đợi đâu. Thì từ từ rồi anh nói. Anh có cái khó của anh mà. Anh có chuyện gì giấu em đúng không? Ừ thì có chuyện, nhưng mà có nói không thì bảo. Chuyện là như này, tôi đã đồng ý ly hôn như cô muốn thì cô đáp ứng yêu cầu của tôi mới phải chứ. Anh đừng có mà nói với cái giọng như kiểu tôi bắt ép anh ly hôn vậy. Tất cả đều là để anh đường đường chính chính đi với con nhỏ trà xanh kia không phải sao? Chắc là bây giờ anh đang mừng lắm nhở. Nhưng mà anh quên đi, căn nhà này nhất định tôi sẽ không bán đâu. Tôi đã chấp nhận để cô nuôi con thì cô phải biết ơn đi chứ. Lời nói như vậy mà anh cũng thốt ra được à? Nửa số tiền căn nhà này bán đi cũng đủ để cô mua một nơi khác để ở. Cớ sao cô cứ ôm cứ khư trong người thế? Trong khi đó tôi rất cần số tiền đấy. Tòa đã quyết định như thế nào thì anh nên tôn trọng như vậy đi. Chính vì anh không chu cấp tiền nuôi con cho nên tôi mới được đứng tên căn nhà này. Bây giờ anh còn định lận lọng với tôi à? Không phải là tôi lận lọng, mà là giờ tôi rất cần số tiền đấy. Nể tình nghĩa vợ chồng năm xưa, cô giúp tôi lần này đi. Anh cần số tiền lớn như vậy để làm gì? Để cho con nhỏ kia chứ gì? Cô bị điên à? Giờ tôi nợ ngập cả đầu lên, tôi có trả nợ thì tôi mới làm lại từ đầu được. Bộ điên sao mà cho. Anh nói thật chứ? Cô cần tôi đưa cô đi gặp các chủ nợ luôn không? Cần. Cái gì nữa? Nếu như anh muốn được chia nửa số tiền căn nhà này thì anh phải làm theo thỏa thuận của tôi với hai điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện thứ nhất, đó là anh phải đưa tôi gặp các chủ nợ của anh để xem thực hư như thế nào. Thứ hai là... Nói. Điều kiện thứ hai, đó là anh phải chu cấp tiền và nuôi con cùng tôi. Được. Chính vì trước đây tôi không chu cấp cho cô và con thì tòa mới giao nhà này cho cô.
còn giờ căn nhà lại bán đi rồi. Tôi sẽ chu cấp tiền cho cô. Cái gì cơ? Thế số tiền chị dán ở căn nhà đi đâu rồi? Thì đi trả nợ. Này, anh tưởng tôi ngu giống con Trúc à? Anh nợ bao nhiêu tôi không biết chắc. Thì anh gửi vào ngân hàng để anh lấy lãi gửi cho thằng cô Tí nữa. Cái gì cơ? Tiền về để sinh sôi sao lại gửi vào đấy? Lấy ra ngay, lấy ra đi. Em cho nó xin lời gấp mấy lần đấy. Nhưng mà nếu có bất chắc gì, anh mất nguồn trợ cấp cho thằng Tí à? Không có anh thì nó chết đói đấy à? Mà này, dúi hết tiền về cái nhà đấy rồi ấy, thì quay về đấy luôn đi. Đi theo tôi làm cái gì? Anh gửi có nhiều đâu, chỉ là mang tới hình thức thôi. Nhưng mà nó có vấn đề đấy. Lại chuyện gì nữa? Nếu không phải mượn thằng nhỏ để níu kéo anh trở về, thì tội gì nó phải ngửa tay xin ít tiền còn con đấy. Mình cũng thật là khi đã trách nhầm Trúc, mà hai con người này cũng thật là... Tiền nhiều ít gì cũng là thâm hụt tiền của chúng ta. Em cấm anh từ nay về sau không được bố thí cho mẹ con nó nữa. Có phải đại gia đâu, cho nó phải có giới hạn thôi chứ. Hay là lại muốn quay về cái nhà đấy rồi đúng không? Em nói đúng rồi chứ gì? Đúng gì mà đúng, tảo lào. Thế thì anh đừng có mà lôi thôi nữa. Em đã 5 lần 7 lượt đến tìm nó để nói chuyện, còn đến cả công ty nữa. Vậy mà mặt nó cứ lì ra. Em không hiểu tính cô ta đâu. Em càng làm căng thì cô ta càng chống đối. Thế nên anh mới bảo em từ từ đấy. Từ từ cái gì mà từ từ? Tiền em không để cho chúng nó nữa đâu. Anh mà không giải quyết dứt điểm đi ấy, đừng hòng là nó cưới với em. Hóa ra cũng chưa phải là vợ chồng, chỉ là tình nhân mà dám lớn nối ức hiếp vợ chính. Mà cũng không hiểu tại sao cô ta có điểm gì mà gã chồng của cô Trúc lại bỏ cả gia đình vì cô ta chứ. Anh biết rồi, em đừng gào lên nữa, khản cổ em rồi đấy. Thế thì giải quyết nhanh lên, em không có kiên nhẫn nữa đâu. Alo. Anh bảo sao cơ? Tôi bảo từ bây giờ hai mẹ con cô tự lo liệu đi. Tôi không chu cấp cho hai mẹ con cô nữa. Được thôi, vậy thì bây giờ anh đưa nửa số tiền căn nhà cho tôi. Cô biết là không phải tôi muốn chu cấp, mà là vì... Vì gì? Là muốn cắt đứt quan hệ với mẹ con mày, không qua lại nữa. Có thế mà cũng không hiểu à? Từ bây giờ hai mẹ con cô tự lo liệu đi. Một lần hôn nhân thất bại, tôi không muốn có lần thứ hai. Mong cô thông cảm cho. Hôn nhân thất bại, tất cả không phải là do anh ngoại tình hay sao? Một người đã có bản chất là ngoại tình như anh ấy, thì không những có lần thứ nhất, mà còn có lần thứ hai và lần thứ N nữa. Cho nên anh đừng lôi con ra làm lý do. Này, mày có ngậm cái miệng thối độc địa của mày lại không hả? Kìa em, nhịn chút đi cho xong việc. Cái thứ cục mịch quê mùa, không biết giữ chồng để cho gia đình tan nát, rồi hàng ngày ngồi khấn cho cả thiên hạ giống mày. Cái loại ác độc như mày, tao chủ cho mày cả đời cô độc đến già luôn đấy. Nếu như hôm nay anh đến đây chỉ muốn cắt đứt mối quan hệ với mẹ con tôi thì đã xong việc rồi đấy. Trong vòng 1 tháng anh phải đưa đủ số tiền căn nhà cho tôi, nếu không tôi sẽ đâm đơn kiện. Cô làm khó tôi đấy à? Giờ tôi kiếm được ra số tiền đấy. Đấy là việc của anh, tôi không quan tâm. Này, mày chưa dụ được thằng nào lên giường nên muốn cài ngứa ở thế bí để mày lừa về đấy à? Đồ tồi. Xin lỗi cô, tôi không phải là một người dễ dãi như cô đâu. Dù cho anh ta cũng ngủ với hàng trăm con đàn bà khác ấy, thì anh ta vẫn là bố của con tôi. Mày... Cô có thôi đi không? Tôi nói luôn cho anh biết này, một người ngay đến cả tình máu mủ ruột rà anh cũng có thể dứt bỏ được ấy, thì nhân cách của anh đã bị chó tha đi từ lâu rồi. Còn tôi không cần một người bố tồi tệ như anh đâu. Đấy, anh nhìn xem, anh để nó ngồi lên đầu mình như thế mà anh còn định cản em à? Buông ra để em cho nó một trận. Dừng tay lại. Sếp, đã la liếng một gã trai như này rồi mà mở miệng ra cứ như là gái thủ chức thờ chồng ấy nhỉ. Mày lo ai đấy? Nhìn là biết là nhân tình của nó rồi, anh còn hỏi làm gì nữa. Trông có vẻ cũng có tiền đấy. Mà sao mày cứ ăn bám anh Đạt mãi thế? Hay lại là tình cho không biếu không? Này, cô ăn nói cho cẩn thận nhá. Đây là chủ tịch Vương, là sếp của tôi đấy. Cô không được phép xúc phạm. Cô không cần phải đính chính với cô ta. Một người phụ nữ tồi xúi giục chồng của người khác đi bỏ vợ thì không đáng nhắc đến hay từ trung thủy đâu. Sếp, đã là sếp thì việc gì phải có mặt ở đây? Cô nói cho tôi tin à? Thay vì nghi vấn về chúng tôi thì anh nghi vấn về đạo làm bố của mình đi.
Này, mày là ai mà sao mày lắm lời thế? Hả? À? Hôm nay, cho dù anh không thích thì tôi vẫn phải nói. Đứa trẻ khi sinh ra là sự kết tinh hạnh phúc giữa bố và mẹ, chứ không phải là vật cản sau khi ly hôn. Anh thấy những lỗi lầm của người lớn, tại sao phải để một đứa con gánh chịu? Chuyện nhà người ta, mày hiểu được bao nhiêu, mọi người xem vào. Tôi đủ hiểu để làm anh sáng mắt ra đấy. Thôi đi sếp, mặc kệ anh ta đi. Dù sao ấy, chúng em cũng là người dân rồi, nói cũng bằng thường. Không được, đạo làm chồng thì anh ta có thể bỏ, nhưng đạo làm bố thì không. Này anh, nếu ngày hôm nay anh vứt bỏ đi đứa con ruột của mình, thì đồng nghĩa việc anh đang dạy nó vì hạnh phúc riêng của mình mà có thể từ bỏ tất cả. Cũng như anh, một người sống tồi. Này, anh ta nói như thế mà anh đứng im vậy à? Nói gì đi chứ. Này anh, bố mẹ khi ly hôn là một sự mất mát tâm lý to lớn đối với một đứa trẻ. Bây giờ anh lại bắt con anh gánh chịu thêm một phần. Sự thật là anh đang bỏ rơi nó để đi theo một dục vọng cá nhân khác. Và đồng thời, khi con anh là gánh nặng của xã hội thì lúc đó anh sẽ trách ai? Bỏ qua à? Hay là trách vợ anh không dạy được con? Này, anh không xử hắn, con định bỏ đi đâu đấy? Thằng hèn, đứng lại đấy. Cô không có chuyện gì muốn nói với tôi à? Dạ, em cảm ơn sếp vì lúc nãy đã xuất hiện giúp em giải vây ạ. Không sao, đây là chuyện tôi nên làm mà. Mà sếp này, làm sao sếp lại biết chỗ đó để đến, với cả biết chuyện riêng của gia đình em nữa ạ? Cũng chỉ là một chữ duyên thôi. Sếp đã bảo vậy thì em không gặng hỏi nữa ạ. À, một cú chúc. Dạ, sếp có gì bảo ban em ạ. Tôi muốn xin lỗi cô. Tôi thật là hồ đồ khi nghĩ rằng cô là kẻ thứ ba chuyên đi phá vỡ gia đình người khác. Không có gì đâu sếp ạ. Tất cả là do em, đã làm sếp hiểu nhầm mà. Vậy chúng ta hòa nhé. À mà tôi có chuyện muốn nói với cô. Nếu anh ta còn không thay đổi mà vẫn cố tình như vậy, hãy cố gắng làm một người mẹ đơn thân tốt. Còn về phần kinh tế, công ty sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho cô, để cô có thể nuôi dạy bé thành người. Dạ, em cảm ơn sếp và công ty nhiều lắm, đã tạo điều kiện cho mẹ con em ạ. Em sẽ không bao giờ quên ơn này đâu. Em sẽ cố gắng làm việc, cống hiến hết mình, hết đời vì công ty ạ. Không cần như vậy đâu. Tôi không bóc lột sức lao động của người già đâu. Dạ, em cảm ơn sếp. Nhưng mà sếp này, em tin rằng sau này sếp sẽ là một ông bố rất tuyệt vời đấy. Vậy thì tôi phải sớm lấy vợ thôi. Mà thôi, vào đi, hôm nay tôi sẽ mời cô. Dạ.